Dạ yeah, em chào các chị. Vải áo tú mạc là giá 180.000. Vải áo tú mạc là giá 180 các chị ơi, chất vải là siêu diamond đấy các chị. Ơ, em chào chị Ngọc Hương, em khỏe chị ơi, chị có khỏe không? Vải áo em mặc là giá 180.000 một vải áo nha. Em mặc là siêu diamond, quần em mặc cũng là siêu diamond luôn. Dạ em chào chị Thúy Hoàng. Cái bịch mà hôm qua mà 40 mấy áo đừng nói sẽ ra rồi nhá. Để đâu à? Ừ. Có eo quá luôn hả? Dạ, yeah, cảm ơn các chị rất là nhiều. Nhưng mà lúc nào cũng có eo mà. Dạ, em chào chị Minh Thu. Các chị ơi, các chị có nhớ cái bịch hàng bom mà tối ngày hôm qua không lên được một cây lượt xem cho nên không bán được áo 50.000 một áo không các chị? Các chị có nhớ không? Em còn cái đó 40 mấy áo. Đây là các chị. Em cho các chị xem từng cái một. Bây giờ các chị cho em xin. Bây giờ các chị cho em xin một lượt chia sẻ của hai team. Một tuần nay. Dạ yeah, mẹ em khỏe chị Hương ơi. Một tuần nay nha các chị nha. Không có hề xin các chị chia sẻ livestream một tẹo nào hết. Nhưng mà em có nói ngày hôm qua mà, nếu như các chị chia sẻ livestream cho em lên được 1k lượt xem. Nói chung là phở bò của em đang bị bóp tương tác á. Em bán các chị giá 50.000. Đây này các chị. Em bán hẳn các chị 50.000 một áo luôn. Đây này các chị ơi. Trong đấy có cả, có cả lụa Thái Tốn thiết kế luôn nha. Em để cái phần này ở đây cho các chị. Tốt. Cứ hễ mà 1k một phát một là em bán đúng 50.000 một áo cho các chị luôn nha. Xếp ra ngoài đấy đi cháu. Trong đấy có quá trời lụa Thái Tuấn thiết kế ánh kim luôn các chị ơi. Vải áo em mặc là giá 180.
Vải quần em mặc là giá 130.000 một vải áo, chất vải cũng là siêu diamond luôn các chị ơi. Các chị thấy sao? Chị nhận được áo ngực rồi, đẹp lắm luôn Tú ơi. Dạ em cảm ơn chị Võ Trang. Alo alo. Bây giờ đầu like nha. Đầu like em có một cái này. Thật sự mà bây giờ em nhìn thấy vải ở ngoài rồi các chị, mà em bán các chị giá 80.000, sao tự nhiên em muốn quay xe dữ dội luôn á. Đây này các chị này. Sao em muốn quay xe lắm luôn á, em không muốn bán các chị giá 80.000 đâu các chị ơi. Tơ tằm đâu mà tơ tằm. Cần gì phải tơ tằm. Chỉ cần mấy chục ngàn thôi là nhà Tú đã đẹp như tơ tằm rồi, đâu có cần phải tơ tằm đâu các chị. Hay may cái áo này mặc đi. Ngờ. Cái này mặc mà không bán vài trăm cái áo nữa thì thôi á. Vậy hả chị Ân Huân ơi? Dạ em cảm ơn chị. Này các chị, các chị thấy sao? Các chị thấy sao? Dạ quần bên em cắt là cứ 2m thôi chị Đào Anh Nguyễn ơi. Bên em không có cắt quần 1m mấy nha chị nhá. Chị mua là bên em bán cứ một áo là một quần, một áo là một quần nha các chị nha. Các chị ơi, các chị cho em hỏi là cái này này, các chị thấy em mặc có được không? Bây giờ em mà mặc là em bán 100.000, còn nếu em không mặc thì em bán các chị 80.000 được không các chị? Em muốn quay xe dữ luôn á. Trời ơi, nó xinh lắm luôn đấy các chị ơi. Mà nó có hẳn ba màu luôn. Màu nào cũng đẹp. Trời ơi. Gì? Màu nào cũng đẹp luôn đi. Em mày để một hồi nó bớt lại đi nha. Chồng mày hôm qua không mua không bán gì. Tối ngày hôm qua mày coi lại like. Các chị biết hôm qua mấy giờ em mới ngủ không? 4 giờ rưỡi sáng em mới ngủ. Hôm qua tự nhiên sao em không ngủ được. Đã vậy tối lúc mà em xuống đây ấy, lúc mà em bán hàng cho các chị em còn đang uống cà phê. Lấy chúa tôi 4 giờ rưỡi sáng con bé chưa ngủ luôn các chị ơi. Này các chị, các chị thấy sao? Ba màu này các chị thấy sao? Màu nào cũng đẹp đúng không? 80.000 một áo cho em, chị nào lấy thì các chị chốt cho em nha. Em tin các chị đúng 80 thôi, quá đẹp. Em muốn chị sống sao hả? Em muốn chị sống khỏe, sống đẹp, sống để làm việc có ích cho xã hội. Rồi, ok, được chưa? Hết tiền hả chị? Chị Đào Anh Nguyễn ơi, tiền là nằm ở trong túi của mình. Nếu mà tiền mà trong túi hết thì chị nhớ mở két ra nha. Két nhiều lắm các chị. Chốt đơn cho em 30.000, giá 80.000 một áo các chị ơi. Có gì đâu bức xúc. Đâu vui như hoa, thấy không? Mặt bây giờ vẫn còn đang tươi tươi như hoa luôn. Các chị ơi, 80.000 một áo 2m khổ 1m6, chất vải là lụa mango, giá 80.000 một áo cho em, kèm free ship cho các chị. Các chị ơi, nếu các chị lấy nguyên bộ thì đắm cho em là 30 set, bên em sẽ lấy quần cho các chị luôn. Giá 100.000 một quần, áo mango, quần mango luôn, áo 2m, quần 2m luôn, 180.000 kèm free ship cho các tình yêu nha. Nguyễn Chi Hằng 30, Tô Uyên Mai 30, Bắc Trần 30 set. Các chị ơi, em cảnh báo với các chị là em có đúng một cây thôi đấy, em không có cây thứ hai đâu, em nói trước nha. Vậy hả chị? Thuộc Nguyễn 30 chứ, Nguyễn Thu 30, Liên Kim 30, Hương Ly 30, Diễm Thúy Nguyên 30, Nguyễn Thị Nguyễn Thu 30, nó đẹp chứ, các chị ơi. Nguyễn Chu 30, Nguyễn Thượng 30 chứ, Mang Bùi 30, Bùi Tuyết 30. Vải áo em mặc giá 180, vải quần em mặc giá 130 các chị ơi.
Vải quần bên em là cứ cắt 2m khổ 1m6 các chị ơi. À... chị Trúc Thùy ơi, sai hả chị? In phiếu ra các có một bạn bên em sẽ xử lý đơn hàng cho chị ngay và liền luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 30 cho em nha. Các chị không lấy nữa đúng không? Em quen nha. Em quen nha mấy chế ơi. Em quen nha. Chốt đơn cho em 30 này. Và mẫu này thì cái màu này thì các chị chốt cho em là mã số 31. Các chị ơi, màu này các chị chốt cho em là mã số 31 nha. Giá cho em là 80.000 một áo 2m khổ 1m6 kèm free ship cho các chị luôn. Ok chưa? Chất vải này là chuẩn lụa mango luôn. Mua lụa mango nhà Tú là chưa bao giờ các chị thất vọng. Áo mango em phối luôn cả quần lụa mango cho các chị luôn. Em không phối quần khác nha. 31 cho em, giá 80 các chị ơi. Trời ơi. Các chị ơi, em có đúng một cây duy nhất đấy. Em không có cây thứ hai đâu. Hết là hết luôn ý. Nguyễn Thị Thảo 31, Nguyễn Chi Hạc 31, Văn Tạ 31, 2 áo Cẩm Tú 31, Đào An Nguyễn 31, Thương Minh 31, Tâm Thanh 31, Hoa Hậu 31, Nguyễn Đà 31. 31 cho em, giá có 80.000 một áo thôi, 180.000 một bộ, phi ship toàn quốc cho các chị luôn. Vải có độ co giãn đẹp lắm các chị ơi. Kim Liên 30 set, Phú Hà 30, 2 áo Phạm Chi 30. Tâm Mi Cao 31 xếp, La Hòa 31, Giờ Văn Thấn 31, Phương Nguyễn Thị 31. Dương Thị Thân 31, 2 áo. Các chị ơi, phở bò ẩn comment kinh khủng luôn đấy. Nguyễn Ngọc Thi 30. Bếp Lưu 31, 2 áo. Dạ đúng rồi. Chị Hồ Nguyễn Bảo Nhi ơi, mango nhà em là các chị hàng ngàn chị mê lụa mango nhà Tú. Cho em, chị nào lấy set thì đắm cho em 32 set. Giá 180.000 một set, 180.000 một áo. Khổ 1m6, áo 2m, quần 2m, chất vải lụa mango kèm free ship toàn quốc cho các chị luôn các chị ơi. Quá đẹp. Vân Tạ 322. Dạ được chứ chị. Được chứ. Thoải mái. Phương Bích Mọc có áo em mặc rồi đấy chị. Dương Nguyễn 32 xếp, Lan Bùi 32, Hoa Bảo Lan 32, Tử Linh Nguyễn 32, Nguyễn Thị Đức 32, Nguyễn Văn Ngọc 32, Minh Hiền 32, Phạm Duyên 32, Liên Chu 32, Sao Nguyễn Văn 32, Quang Nguyễn 32, Hồ Văn 31 và 32, Lê Quang 32, Châu Phan Thị Phương 32, Liên Như 32, Thúy Hoàng Nguyễn 32, Đức Tâm 32, Lê Vũ 32, Thạch Chuyên 32, Thảo Lê 32, Đức Vũ 32, Hồng Nguyên 32, Huỳnh Như 32, Hoa Nguyễn Thi 32, ba
32 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 32 cho em. Các chị ơi đẹp quá lắm các chị. Em ướm thử cho các chị xem một cái. Các chị nhìn mà các chị hấp ngay luôn. Quê thư 32, vua khuê chương 32. Muốn may lắm luôn đấy các chị. Thật sự luôn đó. Muốn may quá trời quá đất luôn đó. Giờ may cái này xong tối nay cũng đâu có bán hàng được đâu các chị. Giờ mà em đưa cho bạn Phong một cái, một là tối nay có áo mặc liền. Nhưng mà thứ nhất là tối nay là thứ bảy, thứ hai nữa là nhà em hôm nay có khách cho nên là thôi bó tay cuộc đời không bán buổi tối nay được các chị ơi. 32 Châu Nguyễn 32 Phương Hồ 32. Quá trời quá đất nó đẹp các chị ơi. Giá có 80 ngàn một áo 2m khổ 1m6 các chị ơi. Thu Phương 32. Dạ ok chị Đinh Phương Bích Ngọc. Rồi bây giờ các chị ơi, các chị nghe em nói này. Em còn một mã này nữa, em rất là muốn bán giá mềm cho các chị chứ không phải là phải mắc tiền nha, còn phải mắc tiền nhà em nhiều lắm các chị, không phải lo. Để bạn Nhung chốt hết. 26 Nguyễn Thị 32, Thủy Lê 32, Nguyễn Thị Nguyễn Phương Trang 32, Trần Lục 32, Trang Nguyễn 32, Lương Nguyễn 32, Mai Mai 32, Trần Thị Bùi 32, Phạm Chi 32, Nguyễn Lý Nguyên 32. Bài áo mẫu mặt giá 180 ngàn một bẻ, thì đầu lấy thật em. Các chị nhìn các chị mê không? Các chị ơi, các chị nhìn các chị có thấy nó mê không? Hay vì như vậy đúng không? Lâu lâu được mua được một cái mẫu đẹp là thường sẽ bán các chị đồng giá hết 100 ngàn một áo. Từ hồi nào giờ vẫn bán lụa mango đúng không? Nhưng mà em có nói với các chị như vậy là riêng đặc biệt lụa mango đợt này nếu như mà thật xuất sắc đẹp em sẽ lấy về em chia lại cho các chị mặc thôi, chứ còn mango em bán, nói chung là em bán nhiều lắm 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 lắm, dùng từ gọi là bao nhiêu cái lắm rồi các chị. Cho nên em có nói là riêng về lụa mango thì em không biết mỗi chị mỗi sở thích như thế nào, nhưng riêng em nếu đợt này ở dưới kho dưới xưởng hàng về, nếu lụa mango mà đẹp em sẽ lấy về và em chia lại cho các chị sử dụng. Các chị không may áo dài thì các chị may đồ bộ ở nhà các chị mặc để các chị nhớ đến em. Còn toàn bộ lụa mango này các chị nghĩ đi, 80 ngàn em kèm phí ship cho các chị thì em có lời không? Em rất là có lời. Lời là gì? Lời là em đã bán các chị nhiều lắm luôn rồi. Bây giờ em chỉ đẹp lắm là mua về chia lại bán các chị thôi. Còn ngoài ra là cái gì em có lời là bắt buộc em buôn bán nó phải có lời chứ các chị. Có lời chứ, nhưng mà các chị ơi cứ yên tâm, ai mua lụa mango nhà em rồi là không đi đâu mua được chỗ khác đâu các chị. Tâm Mi Ca 324 xếp Lê Thị Lệ Thu 32, Thu Cẩm 32, Thanh Hương 30, 31, 32. Vậy em Oanh Kim 32, Trần Bình 32, 2 áo Chi Nguyễn 32, Hiếu Nguyễn 32, Hà Lê 32. Còn 5 Nhung ơi. Còn 5 nha. Các chị ơi, được 830 rồi. Ráng lên cho em nữa để bán mấy cái tơ tằm với những cái hàng bom cho các chị 50 ngàn một áo đi các chị. Lạc Trung Ngọc 32, Thái Hòa 32. Còn 3 nữa. Đi Phương Bích Ngọc có phải áo mẫu mặc rồi chị ơi. Thanh Phạm 32, còn 2. Nguyễn Thủy 32, còn 1. Hôm nay chị thấy có khúc 2 mét mới hơn mới bỏ hết chưa? Còn 1 nhưng mà. Còn 1 khúc 3 mét. Một khúc 3 mét đó hả? Hôm nay lúc đầu tiên ấy, chị thấy có đơn hàng của chị chị gì đó, chị Vân Tạ lấy cho chị hai mươi chung suốt ấy, lấy nhiều nhiều cho chị muốn căng muốn đầu muốn đuôi gì chị lấy cho nó đẹp. Với mấy chị khác quen quen ấy tụi em cứ bỏ hết vô luôn đi. Còn một nhưng mà còn hai đúng không? Khúc 3 mét nữa là còn hai hay còn một? Còn hai. Phương Thu 32, còn một. Nhưng mà em nói các chị nghe nè, cái màu 30 này các chị không lấy là uổng lắm đấy. Thật. Ở ngoài đẹp cực kỳ. Các chị nên lấy màu số 30 này đẹp cực kỳ luôn. Ở ngoài đẹp lắm luôn á. Hối hận khi mà Tú mặc đấy nha. Tú chơi nguyên cái combo này là Tú bán vài trăm áo liền đấy. Nhưng mà không còn cây một duy nhất. Làm gì có cây thứ hai mà lấy. Úi trời ơi. Áo dài của Tú để đằng sau để làm sao cho hết đó hả? Yeah, em cảm ơn chị. Niềm đam mê của em mà chị ơi. Màu này là màu số 30 nha. Ai chưa lấy thì nhớ Mai lấy nha. Hồng Nguyễn 30. Đẹp cực kỳ. Trần Thị Ngọc Nguyên 30. Thật sự. Thuộc Phương 30.
đơn hai ạ. Hương ngô 30. Thu Hoài 30, Trần Văn Phấn 30, Hạng Lê 30, Maria Bình 30, Thạc Châu Ngọc 30, Nguyễn Giáng Ngọc 30, Vũ Hiền 30, Nguyễn Thúy 30, Hương Nam Đỗ 30, Ngọc Lê 30, Trần Lục 30, Nguyễn Đà 30, Thúy Nguyễn 30, Như Học Vân Nguyễn 30, Kha Hồng Tú 30, Hà Phạm 30, còn 2. Như Như 30, còn 1. Ngọc Anh Lê 30. Em hết nha các chị nha. Các chị thấy dễ thương không? Và màu 31 các chị mua hết cho em luôn đi. Nguyên coi như cái này nó có tổng là đúng 3 màu. Em lấy cả 3 màu em bán cho các chị luôn. Em không có bán, em lấy về những sản phẩm đẹp, những sản phẩm chất lượng về, em chia lại cho các chị. Một số chị đã từng mua hàng nhà em rất là nhiều rồi, cho nên là riêng về lụa mango nhà em, em nói đợt này em bán giá này á, khi em lấy hàng á, cái chị mà muốn chỉ bỏ cho em, chỉ còn bảo tú ơi thật sự em bán như vậy thì nói chung là tùy theo em, nhưng mà không nên, tại vì á, hả, bán thì nhiều khi có những lúc em trừ hao được các kiểu đấy. Nhưng mà em bảo là riêng lụa mango thì một năm em lấy không biết bao nhiêu ngàn mét luôn á. Cho nên em nói là riêng đợt này lụa mango nếu mà thật đẹp các chị cứ đợi em, còn thật phần luôn nha. Lụa mango một ngày 50 mẫu nhưng chỉ lựa được đúng 1-2 mẫu thôi các chị. Còn riêng về chất vải các chị cứ yên tâm, Tú chưa bao giờ làm các chị thất vọng lụa mango đúng không. Còn chất khác thì có thể là mỗi chị mỗi sở thích thì em không dám nói nha. Rồi màu này em còn 31, còn nhiêu, còn nhiều không? À, cái gì nhỉ? 30 đúng không? 30 có 2 khúc 1m3. Chị nào lấy 30 khúc 1m3, còn không thì các chị lấy cho em là 2 khúc 1m3 này, em sẽ tính các chị một áo được không? Tại vì đằng nào? À không, cái này nếu các chị may áo dài là không đủ chiều dài đâu. 2 khúc 1m3 các chị ơi. 30 em có 2 khúc 1m3. Em tính cho các chị là 1 mét thôi. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là 30-40 ngàn. Vải áo em mặc giá 180 nha. Còn 31 á, là em có khúc 1 mét. Cái đấy là 3 mấy? Cái này là 31 đúng không? Đưa đây cho chị. 31 này á, là em có khúc 1m6. Chị nào lấy 31 đắm cho em 50 ngàn. Còn này em tính các chị 40 ngàn. Còn cái này là 31 nè, em có khúc 1m6, em tính các chị 50 ngàn. Đấy, em còn 32 có không? 32 là cái vừa bán hết rồi, cái màu xăm đen kìa. Không có lẻ hả? Có lẻ không? Có. Bỏ hết cho các cô rồi gì? Yeah. Ok. Cái này 50 Nhung ơi, cái đấy tính thành một áo nhỉ? Lucy Nguyễn 31, 50. Đấy, các chị mua bán, các chị thật biết tính của em đấy. Em rất là thoải mái, cực kỳ thoải mái luôn. Về vấn đề là dư nhiều khi 1 mét hẳn 1 mét vải, tặng luôn các chị, em không cắt ra luôn đấy. Chứ em để đấy em dồn mai mốt em bán các chị. Hoặc là lâu lâu em có chương trình tặng cho các chị, chuyện bình thường. Cái đấy em cũng đi mua mà. Nhưng mà trời ơi em mua bán em nói thật với các chị, chứ em cực kỳ thoải mái về vấn đề các chị mua hàng luôn á. 1, 2, 3, 4, 5 tấc em tặng không có chẳng bao giờ em lấy đồng xu nào luôn đấy các chị. Này 31, 31 hay 32? 31 đúng không? Màu này là màu 31 nha các chị nha. 80.000 một áo 2m khổ 1m6, 180.000 một bộ 2m, 4m khổ 1m6, kèm free ship cho các chị, chất vải chuẩn lụa mango các chị ơi. Nguyễn Bích Hảo 31, Nguyễn Phương Giang 31. Chị nào lấy set thì đắm set cho em luôn nha. Dạ yeah, chị Yến Nặng ơi, chủ nhật bên shop em nghỉ. Chị tình yêu ơi, chủ nhật bên shop em không có bán hàng nhá. Chị Ăn Huân ơi, mở lớn lên chị. Còn Tami Cao 31, 3 set. Hàng Lê 31. Nguyễn Thu Mai 31. Phạm Kim Phượng 31 set. Nguyễn Thuyết 31. Lý Hoàng Đặng 31. Đồng Quốc Hiến 31. Dạ có nha chị Tú Đặng ơi. Vải áo em mặc giá 180 nha chị. Vải áo em mặc là chất vải siêu diamond. Áo Tú mặc là tiệm may nào hả? Áo này là chị Uyên may, chị Thanh Hét Lê ơi. Áo này là chế Uyên may cho em. Chưa, máy em mới có 960 thôi. Còn chị nào lấy thì các chị chốt 31 cho em ha.
rồi, bây giờ thêm một mẫu này nữa này. Không làm con tim các chị xeo xuyến nữa thì thôi ấy. Xinh lắm. Chết được. Đèn tê lên 80 ngàn một áo 2m, khẩu 1m6 các chị ơi. Cũng hơi lên tăng xong quá à. Vài áo mố mặt kéo 180 áo mố mặt. Gọi là phụ nữ mà chị. Có những lúc tâm trạng nó giống như là thời tiết nắng mưa chị đó chị. Nắng mưa nó thất thường á, cho nên là được như vậy nó mới có hương vị của cuộc sống chị ơi. Còn cuộc sống mà nó êm đềm quá thì lại không có cái gì để trải nghiệm. Cứ đặt phải áo mẫu mặc, mấy chị hàng phải áo mẫu mặc. Mẫu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là đen trắng, giá cho em 80 ngàn một áo. 180 ngàn một bộ các chị ơi, kèm phi ship. Chị Xuyến Nguyễn ơi, do đang live bằng điện thoại á, cho nên là bạn Nhung ngồi hơi xa một chút xíu, nó sẽ không có rõ bằng hàng ngày nhà em live bằng máy quay thì sẽ xài micro á chị. Bóp cái bật này, lột xoài. Trời ơi, mỗi lần live bằng điện thoại hai đứa em muốn bể cái họng luôn đấy chị. Phải nói là nó muốn bể họng luôn á. Loại này may đồ bộ được không chú ơi, quá đẹp luôn chị Thu Đặng ơi. Chị Yến Đặng ơi, để nhân viên nhà em sẽ gọi lại cho chị nha. Giờ các bạn đang nghỉ trưa cho nên là máy off chị. Giá 80 nha các chị nha. Còn chị nào lấy đen trắng nữa không em qua nha. Các chị ơi, like hơi lâu một chút xíu thì các chị biết sao không? Nguyễn Tuyết đang mốt thêm một áo nữa. Oanh Nguyễn đang mốt xếp. Hai ngày nay phở bò nhà em quét kinh khủng cho nên là nó ẩn hết toàn bộ luôn. Phải về 5-6 cái máy mới có thể hết được comment của các chị đấy. Chị nào lấy thì các chị chốt đen trắng cho em nha. Lê đúng đen trắng, Lê đen trắng, Thùy Lê đen trắng. Các chị thấy sao, dễ thương ha. Vải áo em mặc giá 180 các chị ơi, chất vải siêu diamond. Vải áo mẫu mặc. Vải em mặc là giá 180 các chị ơi, vải áo em mặc là giá 180 các chị ơi. Nguyễn Sang đen trắng. Chị nhận may áo nhài ơi, cái này là tùy theo mình đấy chị. Tùy theo mình thích thôi, nhưng mà đa số tất cả vải, cho dù nó là mango đi chăng nữa, khi em mặc em vẫn may theo mét biên vải chứ em không may đúng sớ vải đâu chị. Thì như vậy á, khi mặc lên cái tà nó mới phẳng, nó mới căng được chị này. Và nó không bị nhăn hai cái đen. Hồ Mai đen trắng. Thùy Nga phải áo mũ mặc, phải áo mũ mặc kém 180 chị ơi. Dạ yeah, ok chị Thanh hát lên. Đưa cái mẫu này không, vừa rồi các chị có nhớ cái bộ em mặc không? Úi trời ơi, hôm nay nó có cái màu này, nhớ lấy hai áo về may nguyên bộ cho em nha các chị ơi, nó sang lắm. 100 ngàn một áo nha các chị nha, chất là vải lụa các chị ơi. Chất là vải lụa nhá. Ui là chàng ơi. Không đẹp đời không để. May không các chị? Tới luôn đi các chị ơi. 54 cho em, giá 100 ngàn một áo kèm phi ship cho các chị luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 54 cho em luôn các chị ơi. Mẫu này á, nếu mà đẹp nhất là may đầm ấy chị Vân ơi. Hoặc là may theo dạng đầm mà đầm sơ mi á, không lót ở trong một lớp. Rất là sang luôn. Siêu sang luôn đấy. 54 giá 100 ngàn các chị ơi. Vân Tạ 542 áo, Ngọc Lê 54, Trâm Nguyễn 54, Cô Phan 542 áo, Cô Lan Trần 54, Kem Vũ 54, Hương Trương 54, Dương Nguyễn 54, Thanh Hương 54, Nguyễn Thị Kim Đức 542 áo, Thị Quyên 54, Thương Nguyễn 542 áo, Nguyễn Phan 54, Phương Đăng 542 áo, Đinh Phương Đích Ngọc 54.
Duy 54, Văn Bùi 54, Tô Thi Nguyễn Thủy 54, Thủy Hồng 54, Nguyễn Thủy 54, Tiên Đi Nguyễn 54, Huyền Nguyễn 54, dạ có nha chị Võ Nghe ơi, có chị. Chụp hình hả chị? Dạ ok. Các bạn thực ra xíu cho cô đứng trên sàn diễn thời trang cho các cô chụp hình lấy mẫu không? Đây chị ơi. Này mà có cái bó sắt nữa nhỉ các chị. Mai hột mẹ này nó bụi bọng lắm, xong về nhà lại phải đi lau chùi. Đây chị. Không, cái này các chị cần đấy. Em gửi cho bạn Nhung cái áo mẫu mà người mẫu mặc ấy. Các bạn sẽ gửi cho chị gửi cho thợ may may. Nhưng mà trong bản gốc của áo mẫu ấy chị, là nó chỉ may hai cái tay này thôi này. Nó là may hai cái tay này này. Nó may bên này màu đen, nó cũng may bằng cái tay này luôn. Thì em thấy nó không có đẹp. Xong rồi là khi may thì đa số là bên thợ may nhà em, ví dụ như là Phong hay chị Uyên ấy, là thường sẽ nhìn thấy cái khúc vải đấy, người ta sẽ thấy như thế nào đẹp nhất để người ta may cho các chị. Chứ không phải là cứ sao y như bản gốc là đẹp đâu các chị ơi. Trời ơi, người mẫu mày nó mặc cái gì mà không đẹp mấy chế ơi. Rồi, chốt đơn em 100 ngàn một tháng. Còn tiếp, trời ơi, nhiều đẹp lắm luôn. Bây giờ các chị tính sao với em đây? Bây giờ nha, em lia một chút xíu cho các chị nhìn cái dàn mà nhân viên nhà em nó chuẩn bị hàng cho các chị. Tại các chị biết sao không, hôm nay em có một cái lợi thế là em có điện thoại, còn mọi ngày cái máy quay em không có cầm nó đi được. Hôm nay em lia cho các chị để nó lên được đúng một kê lượt xem em bán các chị áo 50. Các bạn nhà em chuẩn bị ai nguyên cái dàn này nha. Các chị em lia cho các chị xem này. Đấy, nhiều lắm, không hết được luôn á nè. Làm sao hết được nè các chị. Nè, nguyên cái dàn nè, nhìn thấy không? Đó, toàn quá trời quá đất mẫu như vậy sao mà hết được nè. Nhìn kỹ cho em đi. Ủa sao tự nhiên đang bán cái chạy đi đâu vậy trời? Này các chị nhìn đi, bao nhiêu mẫu? Các chị tưởng tượng nó là bao nhiêu mẫu, rồi bao nhiêu cái xào nó nằm ở đây nữa nè. Đằng sau mà các chị nhìn xa xa đấy. Nè, tơ tầm này các chị. Bao nhiêu mẫu mấy chế ơi? Bao nhiêu mẫu cho em vậy? Ừ. À, cái này tí nhớ mua nha, sắp hết hàng rồi các chị. Này. À, tơ tầm hôm qua có nói các chị này, mẫu này nhớ lấy nha mấy chế ơi. Không đẹp là đúng, không không thật sự không đẹp là không mua hàng luôn á. Này các chị tưởng tượng bao nhiêu cái mẫu như thế này. Này, đấy, làm sao mà bán hết được trong một ngày được nè. Đó. Đếm nha, một xào này, hai xào này, ba xào này, bốn xào này, năm xào này, sáu xào này, bảy xào này. Rồi bao nhiêu cái xào ở dưới này nữa nè. Đúng sống trong nhung lụa luôn. Rồi các chị nhìn đi. À, đó, nguyên một cái dàn lên tới trên mà chỗ Nhung ngồi luôn kìa các chị. Các chị nhìn thấy không? Rồi bao nhiêu cái thực, bao nhiêu như vậy thì bảo bán. Các chị bảo em ơi lấy cái này cái kia cho chị xem sao lấy được các chị. Sao mà lấy được? Nè, đến gần cho các chị xem này, nó đẹp như vậy luôn này. Này, tơ tầm này các chị này. Đó. Còn cái này là Thái Tuấn 400 ngàn một áo á các chị. Đúng là vô nhà em là mê hồn trận luôn đấy các chị ơi. Ừ. Bao nhiêu cái tơ tầm? Đấy, thấy chưa? Chị Ly ở phát 1 lên đúng 1 kè. À, chị Ly ở phát 1 là lên đúng 1 kè luôn. Rồi, mang hàng 50 ngàn ở đây bán cho các cô. Chị nói không có sai. Thấy không? Chị Ly ở phát 1 lên đúng 50, đúng 1 kè luôn. Rồi lên đây bán cho các cô 50 ngàn một áo. Ai nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Hả?
đã nói là ra tung chiêu mà không chịu tin. Bỏ lên đây. Tối ngày hôm qua em có một cái đơn hàng của một cái chị đó ngoài Hà Nội. Mua vải của nhà em, toàn vải Thái Tuấn ấn kim không. Bom hàng. Nha, bom hàng. Cho nên em có nói là toàn bộ, em không nói tên chính xác là ai hết, nhưng mà em có nói là nếu như chị nào từ chối đơn hàng bên em thì lần sau em xin phép tuyệt đối sẽ không bao giờ bán nữa. Chuyển khoản trước em cũng không có bán nữa luôn. Nha các chị nha. Đồng giá hết cho em 50.000 một áo, mỗi chị một khúc mua cho em. Nếu các chị có đơn hàng ở đây rồi là đồng nghĩa các chị được free ship. Nếu các chị không có bất cứ một đơn hàng nào trong ngày hôm nay thì các chị vui lòng 50.000 cộng với lại 30.000 tiền phí. Vì em đã bán cái này cho các chị là em giống như gọi là em tặng cho các chị cái giá tốt luôn, chứ thật sự không phải không có giá trị 50.000 đâu các chị. Nếu các chị không có bất cứ đơn hàng nào thì vui lòng 50.000 tổng một đơn là tiền vải, và 30.000 tiền phí cho em, tổng là 80.000 nha các chị nha. Chuyển khoản trước cũng vẫn 80.000, chứ không phải các chị chuyển khoản để các chị phải không mất tiền phí đâu. Còn nếu các chị có đơn hàng những áo khác là đồng nghĩa bên em hoàn toàn các chị được free ship, cho nên là các chị sẽ không phải mất đồng nào tiền phí. Em nói trước nha, để tránh sự mất lòng. Nhiều chị không nghe rõ khi nhân viên chốt đơn, các chị nói tới nói lui, nói xuôi nói lại một hồi, nhân viên không biết xử lý như thế nào, nó cứ nhắn cho em, cô ơi cứ gì hỗ trợ cái này cái kia cho em. Và em nói rất rõ ràng rồi, còn không được là em bỏ ra ráng chịu nha. Rồi bỏ lên cho cô nào, bốc áo nào lấy áo đấy nha mấy đứa ơi. Đúng, chính xác, không nên mã số thì có mày đọc, mày đọc bằng niềm tin. Này các chị, hàng này các chị tưởng là, các chị nghĩ đi, em cầm khúc vải lên là các chị biết như thế nào rồi. Toàn bộ những cái này là em lấy lọc lại của các chị. Còn những chị khác không thích vải ở bên em, vấn đề đó ok, tại vì các chị không hợp với em, hoặc các chị không thích vải ở bên nhà em, các chị có quyền lựa chọn những số khác nha. 21. Mỗi màu chỉ có đúng một áo duy nhất, không có áo thứ hai nha các chị nha. Bỏ lên cho, gỡ bịch ra bỏ lên cho cô. Cứ bóc áo nào lên là lấy áo đó nha. Các chị đếm đi, đúng 44 khúc ngày hôm qua em đếm, đúng chính xác 100%, không bao giờ cắt đi cái một cái nào. Nhung nó nhìn mẹ này nó lé mất. Anna Nhung 29. Nhìn xuống được lé mất.
Cái này mà em để xuống khoảng 10 số chắc nó lé mất thật. Mai nó nhìn dâu ra thẳng hàng. Hôm nay mình có thêm người yêu nữa rồi đấy. Chị em về. Hôm nay người ta có đồng minh rồi. Cô Nhung là sắp sửa ra về à? Nguyễn Hiếu 64. Số này cũng còn lé mắt. Chi chi nhà Mai Vi 20. 20 là đâu? Lời nói chị mới nói không bao giờ sai, nó lé mắt thật luôn. Mày thấy không? Cái người gì đâu mà mê người Phạm mê. 67. Nó tới người yêu cả cái tự nhiên cái là tâm hồn nó cứ trong ngược cành cây, cành xoài, cành me. Trời trời. Hôm qua có đứa này 4 năm. Có đứa này ngủ, về nhà ngủ mà cười rung giường luôn. Chuyên đứa 136. Có hai chồng nghe tụi mình ra phía tụi mày để cho cháu ta yên đây nha. Hôm nay cháu sẽ ngồi đây nha. Không nói nhiều nha. Mai Hồng Tên cũng 70. Cái chị ơi 50 nghìn. Hay xuống 84 đặt ra hai cái một. Anh Phan 48. Một đỏ siêu diamond đẹp quá luôn. Bí Ngô 47. Còn một. Cái này là nằm trong cái đơn hàng quần tặng đấy các chị. Cái khúc vải này này nằm trong cái đơn hàng quần tặng cho nên em xin phép em bỏ lại cái khúc này nha. Nhà Mai Quỳnh Hoa 84. Thiên Nguyễn 100. Không biết số nào. Chín hai có 62 luôn. 62 đây này. Cái đó là 62. 26 hả? Từ hồi nào nhìn giờ nhìn đời bằng con mắt phẳng, giờ nhìn đời bằng con mắt ngược, nó lé cái mắt. Phạm Diêm 92. 91, 26. Không phải. Đào An Nam Nguyên 26. Em không dám like nhanh luôn đấy. Tại vì số nó ngược đấy, khó phân biệt đấy. Chứ em like từ nãy giờ là xong rồi đấy.
Không, không mặc lộn mèo đâu ăn, cho nên là phải lai chậm như slow motion đóng phim Ấn Độ vậy đó. 91. Mi võ thu 91. Đã vậy nó làm giống như là em bé đó chứ trời ơi. Nhiều chị hỏi lắm à. Cái áo này Đinh Hồng Liệu 38. Ui trời ơi, ai đối được cái em này thì đúng trúng số độc đắc luôn. Nguyễn Chi Hằng 69. Thái Tuấn 230 ngàn các chị. Quá. Dung Nguyễn 05. Thúy Ngô 28. Đếm đúng chính xác là 40, hôm qua là 44 khúc, nhưng mà em để làm khúc là 43 khúc chuẩn 100%. Không có cất đi đâu một cái áo nào hết trời ơi. 1 mét vải, 2 mét vải em còn tặng cái chị được nữa, mà lời nói của tôi không bao giờ đã giờ tôi nói sai bao giờ cái gì đấy cái chị. Chốt đơn cho em này, giá có 100 ngàn một áo thôi các tình yêu ơi. Đẹp lắm luôn á. Giá cho em 100 ngàn một áo thôi nha. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em mã số là 12 này các chị. Chất là vải lụa nha các chị nhá. 12 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 12 cho em. Em thấy là em nhanh dữ lắm rồi mà vẫn không lại được các chị nhà mình. Mọi ngày em thấy anh comment nhanh lắm mà hôm nay anh phải chào thua. Chào thua mấy chị luôn. 12 cho em, giá 100 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 12 cho em các chị ơi.
đừng buồn anh ơi. Rồi, rồi sẽ còn, rồi sẽ còn những lúc các chị dạ yeah, ok chị Đào, em phạt đợi em một chút nha. 12 cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 12 cho em nha các chị nha. Giá cho em là 100.000 một áo 2m khổ 1m6 các chị ơi, kèm free ship cho các chị luôn nha các chị nha. Giá em có 100 thôi mấy chế ơi. Vi Võ Thu 12, Vi Thi Đào 12. Lụa này nhà em các chị không thể từ chối nha các chị. Lê Thị Thu Vân 12. Lụa này của nhà em là các chị không thể từ chối luôn đấy. Chốt đơn cho em giá 100.000 một áo thôi các chị ơi. 12 Nguyễn Hằng 12. 12 cho em giá 100.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 12 cho em các chị ơi. 12. Chốt đơn cho em giá 100 nha các chị nha. Anh Nguyễn 12. Em có cái mẫu này cũng vậy, nếu các chị muốn may, nếu các chị muốn mua về để cho các chị may đầm hoặc là áo dài rất là đẹp. Tối ngày hôm qua em bán và em về em coi là em vẫn còn mê các chị ơi. Thật sự cái này mà các chị không mê thì em cũng không biết các chị may cái gì luôn á. Quá trời luôn á, mẫu này này sang lắm, sang lắm luôn á. Chốt đơn cho em giá 100.000 một áo nha. 14 cho em giá 100 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 14 cho em nha các chị nha. Và áo em mặc giá 180. Đây em ướm cho các chị xem này. Lụa này là các chị phải mua của nhà em, các chị mặc một lần cho biết. 14 cho em giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt 14 cho em các chị ơi. Quá trời đẹp luôn. 14 Nguyễn Bích Thảo 14, Thu Hà 14, Lan Lê 14, Lan Anh 14, Tâm Huynh 14, Trạng Phương 14, Tha Thi Nguyên 14, Thánh Linh Đường 14, Hồ Ngọc Anh 14, Vương Đỗ 14, Xếp Nga Nguyễn 14, Nguyễn Bích Thảo 14, Bích Nguyễn 14, Bích Trâm 14, Võ Quốc Khoa Thi 14, Vân Tạ 14, Thiên Anh 14, Hoa Trần 14, Diễm Thương 14, Cẩm Vân Nguyễn 14, Thiên Bảo 14. Vải áo tú mặc giá 180, vải quần tú mặc giá 130 các chị ơi. Gái Vũ Thi 14, Lê Hằng 14, Vân Nguyễn 14, Thùy Đặng vải áo nấu mặc. Huỳnh Thanh Nhật vải áo mẫu mặc, Nguyễn Thanh An vải áo mẫu mặc. 14 em còn khoảng chừng mười mấy áo nữa thôi các chị ơi là hết luôn á các chị. Còn hả? Áo ngực hàng ren là 180, còn trơn là 200 nha chị ơi. No, 200.000 một áo, mơ màng. À mười bốn cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 14 cho em các chị ơi. Quá trời đẹp chưa các chị mình ơi. Alo alo, Cẩm Lê 14, dễ thương cực kỳ luôn, dễ thương lắm luôn. Chốt dạ cho em dễ thương các chị ơi. Rồi bây giờ cho cô một cái mẫu phanh này để tống cái còn không. Ngọc Bảo 14, cái nhí này mà vẫn còn à. Đinh Hằng 14, mẫu này các chị lấy thì chốt cho em là nhí tím. Hôm nay chị gì chị nói là lia là chút cái chắc là ở cái chỗ siêu diamond đấy chị, nó còn lẻ một áo hai áo không à. Màu này các chị lấy thì chốt cho em là nhí tím nha. 100.000 một áo, 200.000 một bộ kèm phi ship cho các chị luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt nhí tím cho em các chị ơi. Ôi mẫu này mê lắm mấy chế ơi. Hồi trước mặt quá trời chị hỏi luôn, phải đặt về bán cho các chị. Lúc mặc thì không có hàng để bán, bây giờ không mặc nữa thì lại có quá trời. Không hiểu được luôn. Anh Phan nhí tím, Thảo Lê nhí tím, Ngọc Đỗ Bích nhí tím, Mai Hồng Lê Vũ nhí tím, Lê Diệu Hiền nhí tím,
Thảo Vi Lê Nhí Tím, Nguyễn Thi Hằng Nhí Tím, Vân Nguyễn Nhí Tím hai áo, chị Huyền Nhí Tím, Lê Thị Thu Vân Nhí Tím, Phẩm Lê Nhí Tím, TG Trai Diễm Tết Nhí Tím, áo dài xuống chạch Nhí Tím, Hàng Lê Nhí Tím, Phục Minh Nhí Tím, Ly Võ Thu Nhí Tím, Tuyết Minh Nhí Tím, Mai Nguyễn Thị Mai Nhí Tím, Hồng Vũ Kinh Nhí Tím, Vân Tạ Nhí Tím, Thu Đặng Nhí Tím, Thảo Nhi Lưu Nhí Tím, Gái Vũ Thi Nhí Tím, Giang Trà Nhí Tím, Nhí Tím cho em giá 100 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt Nhí Tím cho em. Vải áo em mặc giá 180.000 một vải áo nha chị Châu Ngân Lê ơi. Rồi chị còn chị nào lấy thì các chị chốt Nhí Tím cho em. Chị ơi có phải chị hỏi em mấy cái mẫu này không? Mấy cái mẫu này là lụa siêu diamond nha. Bây giờ em còn mỗi màu con. Cái này là sao Hương? Cái này hàng lẻ. Lẻ một. Bây giờ em còn mỗi màu áo em tin các chị giá 150.000 một áo nha, nhưng mà lên mã số một hồi nó lé hết mắt các chị ơi. Các chị nghe cái, các chị lắng nghe cái miệng em đọc để các chị comment cho đúng nha. Em tính đồng giá hết 150.000 một áo. Mẫu này các chị lấy thì đắm cho em là sổ cẩm đen này. Em ướm sơ cho các chị xong cái là em thả xuống nha. Chất vải là siêu diamond. Em thanh lý cho các chị hết luôn. Giá 150.000 một áo sổ cẩm đen cho em này. Trên đề Nguyễn thổ cẩm đen. Mẫu này các chị cho em là lập thể tím này. Cho em là hồng dâu nè. Xanh lá này các chị. Đồng giá hết 150.000 một áo cho em. Ngọc Dung lập thể tím. Xanh lá cho em. Lê Nguyễn Hồng Dâu vàng đồng. Vân Mai xanh lá. Chi Trần vàng đồng, xám hồng, lập thể đỏ, Nguyễn Chi Hằng xám hồng, yellow. Hồng dâu đậm, Vân Mai xanh ngọc, cho em hồng phấn, Trần Mai hồng dâu đậm, cho em là cam.
là tím. Nguyễn Thu Thảo hồng phấn. Tím hồng. Tím hồng nha các chị nha. Tím hồng. Hồng kim cam. Cho em là trắng đen. Mai Huy tím hồng vòng 1. Đồng giá hết 150.000 này. Cho em là chấm bi. Em bên Thúy Mai tím hồng hết. Cho em là xanh hồng. Lan đổ trắng đen. Hoa hậu chấm bi. Cho em là da. Da đen nha. Da hoa đen đấy. Đọc là da đen. Cho em là đỏ. Trang Nguyễn xanh hồng. Xanh hồng thế. Đồng giá hết 150.000 một cái. Kèm phi ship cho các chị luôn. Huyền Chi Trần da đen. Còn Vân Tả da đen. Còn 1. Cho em là Ngọc Thuê. Đinh Hồng Liệu da đen. Hết da đen. Cho em là Ngọc Thuê. Trang Nguyễn đỏ. Còn cho em là sen hồng. Súp lơ đỏ. Còn 1 đỏ. Hoa xương rầu đỏ. Hết đỏ. Vân Mai Ngọc Hoa. Hết. Cho em cô Ban. Trên này Nguyễn sen hồng. Hết. Cho em là hồng son môi. Hồng xương cô Ban. Hết. Là cỏ húa. Trần Mai cỏ húa. Cỏ húa còn 1. Cho em là xanh hoa Chị đều. Cỏ húa. Hết cỏ húa. Còn không? Còn một áo nữa. Cái đó là hoa, cái đó là hồng son môi. Còn đây là hoa đều. Xanh hoa đều. Xanh đen. Còn 1. Trắng cổ. Hoa Nguyễn Thi hoa đều. Hết. Trắng cổ. Diễm xưa xanh đen. Hết. Đen da. Trần Mai trắng cổ. Hết. Vàng lá. Vân Tả đen giang. Hồ Ngọc Anh vàng lá. Hết. Cho em là Lý Hoa. Trắng tím.
hai trắng tím. Trắng tím thế. Xanh rêu. Trắng cà rốt. Vân tả xanh rêu. Cho em là nhí biển. Mi võ thu trắng cà rốt. Lập thể đô. Vàng trăm. Văn dung lập thể đô. Kem lá. Lê Thảo Nguyên vàng trăm. Còn một. Đỏ kem. Trần mai cam lá. Sâm đọt chuối. Tím hồng, nguyễn phượng, đỏ kem. Tím hồng. Vương đỗ xanh đỏ chuối. Trắng xanh. Này phố phần xanh của bên là đẹp hết vậy. Trắng xanh. Được rồi nha. Nhí đỏ. Khuyên trắng xanh. Các chị ơi, nhí đỏ 150.000 một áo chứ phải là siêu đa con nhé. Nhí hồng. Mai Thùy Linh. Mai Thùy Linh xếp mẫu phẳng. Và hồng phấn. Bùi Ngọc Trúc nhí đỏ. Còn một. Ngọc Đỗ Bích nhí đỏ. Lập thể chấm bi. Nguyễn Chí Hằng hồng phấn. Hồng phấn hết. Đem cam. Xám. Vân mai bi vàng. Xám này mà mặc quần đen là đẹp lắm. Sang cực kỳ. Đến hồng liều đen kem. Vân tại xám. Cho em là cốm khoai nhí. Đỏ hoa còn hai. Nguyễn Chi Hằng cốm nhí. Đỏ hoa còn hơn. Cho em là tím. Vàng. Áo dài nhà tắm tím vàng. Tím vàng còn một. Lập thể vàng. Em có một mẫu này nãy như mới về cho cái áo gần giống như vậy đúng không? Mai mốt mà. Lê Hiếu Hồ tím vàng. Tăng cô ban. Các chị ơi, mấy mẫu này đẹp lắm. Này coi như là em à. Em tính cho các chị giá bằng cái giá nhập vào luôn á. Em ship cho mình luôn này cho các chị có đơn hàng ở đây. Chứ nếu các chị mua một áo là lỗ vốn. Đen đỏ. Đen da.
Này gọi đắm cho em là màu hồng nút, siêu sang luôn. Đang thu châm đen đỏ. Hồng nút cho em. Vân tạ đen da. Trắng đỏ đô, chưa bao giờ có giá này luôn. Đó trời ơi. Hạt viên hồng nút. Hồng màu. Bích quyến hồng nút. Nè. Có hàng hoa nhí ở dưới hàng lô nhiều lắm các cô ơi, lấy cho cô mấy mẫu đẹp đẹp lên bán cho các cô đi, mùa này các cô mua hoa nhí nhiều lắm. Mẫu này các chị đo em là da số 2. Tam Ngọc Thiên Ân trắng đỏ còn 2. Phạm Bích Thi trắng đỏ còn 1. Thiên Y Phụ trắng đỏ hết. Mẫu này cho em là đen trắng. Mẫu này vẫn đen trắng. Yến Xưa da số 2 còn 1. Cho em da số 3 luôn. Da số 2. Vân tạ đen trắng. Đen trắng hết. Cho em da số 4 luôn này. Mấy cái mẫu này mặc lên nó như ren. Và mẫu này các chị đắm cho em là xám số 2. Ban Dung da số 4. Mẫu này các chị cho em là nhí tím. Quá trời quá đất đẹp luôn, chất vải siêu diamond nha. Em tính luôn các chị đồng giá 150.000 một áo kèm free ship cho mình luôn. Đó về số 3. Còn cái đó là xám số 2. Vân Mai xám số 2. Trang Nguyễn Gia số 3. Nhí tím. Kim Ly Duyên nhí tím. Nhí tím cho em nha. Nguyễn Thị Thúy Hằng nhí tím. Mẫu này các chị cho em là lá đỏ đô. Trăm năm mươi ngàn một áo các chị ơi, chất vải là siêu diamond nha các chị nha. Ôi ôi đẹp chưa. Lá đỏ đô nhé. Mẫu này các chị cho em là lập một từ duy nhất thôi nha, lập thể cho em. Nguyễn Thị Nhung lá đỏ đô. Cho em là nhí đen. Thùy Đặng lập thể. Lập thể vòng 2. Vân Tạ lập thể vòng 1. Dương Kim Nguyên lập thể. Hết lập thể. Các chị ơi nhí đen. Jenny Phụng nhí đen. Vân Tạ nhí đen vòng 2. Đến Nguyễn nhí đen vòng 1. Sandy trà nhí đen. Em hết nhí đen nha các chị nhé. Dương Nguyễn vải áo mẫu mặc. Mẫu này cho em là lập thể tí. Lập thể này nó không lấy là đùa lắm. Mẫu này là mẫu sơn thủy đó các chị, sang lắm. Lập thể tím, giá 150.000 một áo kèm phi ship cho các chị, chất vải là siêu diamond các chị ơi. Lập thể tím. Vàng rêu. Mai Hồng Tê Vũ lập thể tím còn 2. Hồ Ngọc Anh lập thể tím còn 1. Vàng rêu các chị ơi. Lập thể tím. Hết. Cái này sẽ đắm cho em là xăm cô, xăm dương. Vui dương vàng rêu. Còn 1. Bằng lăng vàng rêu. Hết. Cho em xăm dương nha các chị. Chị lấy liền, lấy liền, lấy liền, lấy liền, lấy liền, lấy liền. Hương thu xanh dương. Còn 3. Nhí cốm siêu đẹp. Mới toàn xà toàn luôn. Giá 150.000 một áo em kèm free ship cho mình cuối tuần đấy các chị. Em vừa bán vừa tặng các chị giá tốt luôn. Jenny Phụng nhí cốm. Quá đẹp. Yến Xưa xanh dương. Xanh dương vòng 2. Mơ Kim xanh dương vòng 1. Anh Nguyễn nhí cốm. Phạm Quyên nhí cốm. Giang Trà nhí cốm.
còn. Phan Ngọc Thiên Ân ý cô còn. Võ Quốc Khoa Hy ý cô còn. Trần Tổ Nga Thanh Dương hết Sơn Dương. Diều Huyền Lê ý cô còn hai. Mai Hảo ý cô còn một. Ngọc Đỗ Bích ý cô. Mẫu này các chị đóng cho em là cũng như Kim Trần phải áo mẫu mặc Diều Huyền Lê phải áo mẫu mặc mỗi này các chị lấy cho em là lập thể đỏ đô nha. Dạ có nha chị đến bạn ơi. Ở dưới này nó còn những cái lẻ. Bên em chỉ có chủ nhật là không làm việc thôi ạ. Cho em là lập thể đỏ này. Còn này là lập thể đỏ đô vừa thả xuống nha các chị nhé. Nguyễn Thị Dương lập thể đỏ. Lập thể đỏ khác, lập thể đỏ đô khác nha. Tập tà lao đi đấy. Mẫu này các chị đắm cho em là nhí đen hồng. Dương Nguyễn một chép mẫu mặt. Cho em là da kem. Trên y phục nhí đen hồng. Nhí hồng phấn. Nhí san môn và trắng hoa hồng. Lê Xuân Nguyễn lập thể đỏ. Trên y phục da cam. Cải lên nhí đen hồng. Nhí đen hồng hết rồi. Cái đó là hồng phấn mà nhí đen hồng nhí ở đen đâu đen. Ai nói nhí đen hồng có một áo duy nhất à? Không có ở đây. Có một áo, có một áo thôi chị. Ai nói? Mời. Màu đó nó gọi là màu đen. Một cái áo nhí đen hồng luôn. Vứt lên trên đây đâu rồi? Lấy ra đây, nhanh lên. Cái màu đó không bao giờ chỉ đọc là màu đen hết. Đừng có tào lao nha. Màu này là màu hồng phấn, hồng màu hồng dâu rõ này. Không phải luôn, có một áo nhí đen hồng thôi. Để từ từ lẽ. Đúng. Lê Thảo Nguyên trắng hoa hồng. Trắng hoa hồng thế. Cái đó là cái gì? Cái này là gì? Cái này cái bill ở trong là cái gì? Nhí đen hồng hết rồi, giờ nhí đen hồng nữa ở đâu đây? Màu này em cho chị biết màu này màu gì, nền của nó màu gì mà em nào nghĩ sao mà chị đặt màu đen. Màu này các chị lấy thì chốt cho em là da tím. Cho em là cam sữa. Cho em là da nho. Tuyến Nguyễn Nhí hồng phấn. Và cho em là đỏ số 5. Minh Hiếu Hồ cam sữa. Nguyễn Chi Hằng da nho. Cho em là trắng xanh. Ngàn một áo các chị ơi, kèm phi ship cho các chị nha, chất vải siêu diamond giống Tú đang mặc. Trần Mai Anh đỏ số 5. Đỗ Thanh Tâm trắng xanh 87. Jenny Phục 87. Võ Quốc Khoa Thi 87. Vải áo em mặc chị lấy thì chị cứ đánh vải áo em mặc thôi chị, giá 180.000 một áo nha chị nha. Vải áo Tú Mặc giá 180 các chị ơi, phi ship toàn quốc cho các chị, chất vải là siêu diamond nha. Mà em đang cầm trên tay là 87, chị nào lấy thì các chị chốt 87 cho em các chị ơi.
Giá cho em 150.000 một áo kèm phi ship cho các chị chất chuẩn siêu diamond luôn, đẹp lắm các chị ơi. 87. Còn chị nào lấy thì các chị chốt 87 cho em các chị ơi. Ngọc Anh ơi, tải áo mẫu nào? Mẫu này các chị cho em là mẫu lá. Các chị ơi, mẫu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là mẫu lá nha. Còn. Trời. Lá cho em giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt lá cho em các chị ơi. Hồ Ngọc Anh lá. Còn 3. Minh Võ Thu lá. Còn 2. Em còn 2 lá. Còn 1. Mẫu này là mã 86. Lê thì 5 lá. Hết lá. 86. Phương Dung 86. Và mã 60. $150.000 một áo các chị ơi. Đây áo à. Ngọc Lan Nguyễn 85. 75. Ô thì Thu Thắng tải áo mẫu mặc. Trần Mai 75. Còn 1. Hồng Anna 75. Hết. Cái này là 68 hay 89? 89. Chi Hàng 89. Còn 1. Tâm Mary 89. 77. $150.000 một áo các chị ơi, 150.000 một áo nha các chị ơi. Nguyễn Chi Hàng 77. 41. Có 4. Đào Anna Nguyên 41. Quang Nguyên 41. Còn 2. Kim Trần 41. Còn 1. Em mới làm số lại số ngược ấy mà nó làm nhỏ xíu quá chị ơi. Để mai chủ nhật em ở nhà em rảnh em làm lại cái số to hơn. 55 có 1. Nam Nguyễn Thi 41. Hết. Tại nó hết tiền đấy chị Phương Ngô, cái cứ càng ngày nó càng nhỏ lại vậy đó chị. 71 có 3. Jenny Nguyễn 55. Hết. Trời ơi, hàng nó đẹp lắm mấy chị ơi. Lâu lâu mới có được cơ hội mua hàng này giá 150.000 một áo, 65 có 2. Chắc phải là siêu diamond nha các chị nhé. Còn 2. Nga 71 còn 1. Phương Nga Nguyễn 71. Hết. Jenny Phùng 65 còn 1. Phương Dung 65. Hết. 15. 15 có 3. Chất siêu diamond này các chị mà mặc là trời ơi, nó dày nó nặng, mặc sướng lắm. Chị nào mà thích mặc dày của nó là kiểu gọi là best seller luôn á. Mai Nhí đẹp lắm. Nguyễn 15. Đào Lộc 15. 37. Yến Sư 15. Toàn là hoa đẹp không? 37. Yến Sư Nguyễn 37. Còn.
33. Lê thì 537. Còn 33 có 3. Mà cũng 37. Còn 33. Còn 2. Mộc Hương 33. Còn 1. Vân Tả 33. 50. Còn Jenny Nguyễn 50. Còn Nguyễn Thị Hằng 50. Còn Jenny Phục 50. Còn Mộc Hương 50. Còn hai mươi bảy có một. Ở bên kia hết rồi hả Thư ơi? Hai mươi có một luôn. Lên đỗ 27. Thế Dương Kim Nguyên 20. 59 có hai. Các chị ơi, 150.000 một áo kèm free ship cho các chị nha, các chị nha. Anh Hồng Nguyên 59. Hết. Phương Dung 78. Cùng 1. Jenny Phục 78. Con. Huệ Trần 78. Con. Và áo mũ mặt giá 180. Chị ơi, chị nào lấy tập lên giúp em vài áo mũ mặt bảo. Phạm Chi 78. Con. Ủa cái em đã đeo tắt tay rồi hả? Mà chị ấy thì chị lại không biết chị tưởng chị đeo. Hoàng Vân 78 2 áo. Còn 1. Mẫu này các chị biết em bán không biết bao nhiêu áo. Em có một áo luôn ấy. Bữa nào em quay trở lại em mặc cho các chị xem. Tuyệt vời luôn. 76. Con áo một duy nhất. Hoa đều bên đó còn không nhỏ? À quên lập thể trước. Mấy cái hoa bông chân với lập thể còn không? 35 này. Hoàng Vân 76. Hết 76. 35 có 4. Màu áo em mặc chị nào lấy thì các chị chốt. Hoàng Vân 35 2 áo. Sao mẫu này đẹp lắm chị. 35 vòng 2. 99. Hoàng Tuyến 35. Còn 1. Hoàng Nguyên 35. Hết 35. 99 cho em giá 150.000 một áo các chị ơi. 99. Còn. Jenny Phục 99. Còn. Chi Lan 99. Còn. Hương Nguyên 99. Lê Phạm 99. Nguyễn Nguyên 99. Hoa vũ 99. 8. Đúng không? Dạ, 8 áo chị. Còn 2 đúng không? Nguyên Nguyên 7 áo mẫu mặc. Để khoa đủ chưa mấy đứa ơi? Lê Như Ngọc 99. Quen. Trên tay chị còn 4. Cái bật kia có phiếu chưa? Ôm vào trong người có phiếu chưa? Đừng có ôm vào mà không có phiếu đừng có ôm vào trong người. Mà quên vải áo mẫu mặc. Còn tổng mấy? Hoa Trần 99. Còn 3. Yến Thưa 99. Còn 2.
150.000 một áo các chị ơi, mạnh vô mạnh vô các chị ơi, cuối tuần rồi vừa bán vừa tặng các chị luôn. Giá cho em là 150.000 một áo, chất vải là siêu diamond nha, 61, lập thể quá đẹp luôn. Hồng kim 61. Còn anh Phan 61. Còn Lê Thu Nguyên 61. Còn Quỳnh Hiếu 61. Còn Đào Anh Na Nguyên 61. Còn hôm nay thì mấy cái gì? Xe xe 61. Còn em ướm tròn cái nha. Nhìn cái là hết hồn liền. Xe nghi phục 61. Còn quá đẹp. 61 em còn. Cặp lê 61. Riêng mẫu này này Yến Vũ 61. Chưa bán bao giờ, chưa có bán nhưng mà có may nhưng chưa mặc bao giờ. Giá này là giá gọi là giá tặng đấy các chị, chứ không bao giờ có giá này đâu. Cho em xanh, xanh vàng. Hải Lý 61. À, Liên Phạm 61. Xanh da cho em nha. Không còn nhiều. Tổng là 322. 3 chị. Con mẹ Nga Trần 61. Nguyễn Xanh Giang, Duy Nguyễn Xanh Giang, Diễm Thương Xanh Giang, Dương Nguyễn Xanh Giang, Anna Hồng Ân Xanh Giang, Dương Nguyễn Xanh Giang. Xanh Giang còn không? Còn. Tâm Đinh Thi Xanh Giang. Còn mấy áo nữa? Phạm Lạc Xanh Giang, Trị Hiền Xanh Giang, Hải Lý Xanh Giang. Ba. Minh Hiếu Hồ Xanh Giang, Mai Tú Xanh Giang. Trần Mai Xanh Giang. Rồi. Như Nguyên Xanh Giang. Kim Hương Xanh Giang. Hồ Phương Xanh Giang. Nào lấy thì các chị chốt tham gia cho em. Mai Nguyên Tây Giang. Rồi áo mẫu mặc giá 180 nên còn chị nào lấy comment giúp em phải áo mẫu mặc ạ. Dương Ngọc Tây Giang. Như Như Tây Giang. Mẫu này các chị chốt đơn cho em mã số là Dương Ngân phải áo mẫu mặc 22. 150.000 một áo kèm phi ship cho các chị luôn. 22 đẹp lắm. Bảy áo. Nguyễn Thị Thuận 22. Ngàn một áo nha các chị nha. Lê Thị Hiên Xanh Giang. Phạm Quyên 06. Còn à. 62. Ồ.
đi. 450 ngàn áo uổng. Không đẹp thì thôi. Quá trời. 16. 150 cho em nha các chị ơi. Kèm phí ship cho các chị luôn nha. Ví dụ 16. Còn hải lý 16. Chương Thu 16. Chương Nguyễn 16. Trang Nguyễn 16. Hân Huyên 16. Nguyên Nguyên 16. Còn 2. Thúy Hồng 16. Còn 2. Nha Tuyết Thi Mai 16. Còn 1. Trúc Lơ 16. Hết 16 các chị. Thương phải áo 150 ngàn một áo chất vải siêu diamond các chị ơi. 150 nha các chị nha. 52. Cái này các chị làm cho em là tập thể kem này. Giờ ơi, tưởng hết rồi mà mày vẫn cứ mang ra à. Sao nhiều dữ vậy? Trời ơi. Vậy đấy mà bán, trời ơi, tí nó có lượng comment khủng khiếp lắm này. Mới có 300 mấy chục. Nguyên cái bán này. Lập thể kem chút đi. Đẹp tuyệt vời luôn. Hanana Đỗ 06. Tô Thị Kim Nhạc lập thể kem. Ngọc Phương lập thể kem. Mi Võ Thu lập thể kem. Dạ hỏi như vậy chị Phương ơi. Em còn 3 lập thể kem nha. Đây là những cái mẫu mà phải nói là siêu siêu sang luôn. Đánh cho em là trắng duy nhất thôi các chị ơi. Em bán mẫu này nữa thôi, em không bán nữa đâu các chị. Rồi em bán một hồi hai cái tay em nó rã rời luôn đó. Trắng cho em nha. Chị nào lấy thì các chị tốt trắng cho em. Quá trời quá đất nó đẹp luôn. Nghe chê ơi. Như vậy không một thì mua cái gì trắng. Quá đẹp luôn. Cái mẫu này
này á em không có bán giá 150.000 các chị ơi. Lê Khang vải áo mẫu mặc. Mẫu này em có mà em chưa có mặc nên em không có bán giá 150.000. Tiên Hồng Châu trắng còn 2. Mẫu này các chị lấy thì các chị đắm cho em là mã số 80 giá 180.000. Bích Nguyễn trắng còn 1. Mẫu này các chị lấy thì các chị chốt mã số 80 cho em. Giá 180.000 một áo. Mẫu này em mới bán được vì mẫu này em làm ở nhà máy này giá rất là cao. Mẫu này là mẫu thiết kế nha các chị nha, mà không khác gì tơ tằm cao cấp luôn. Jenny Phục 80. Một áo kèm phi xí cho các chị nha. Mẫu này các chị mặc thêm cho em quần màu xanh cổ vịt sang lắm. Bữa nào Tú mặc cho các chị xem. Có may là mà chưa có thời gian mặc các chị ơi. Hồng Phương 80 2 áo. Nên đi vải áo mẫu mặc. Lê Phương 80. Trang Nguyễn 80. Hay Trúc Hà Thiên 80. Cho các chị nhìn cận cảnh nó nè. Các chị quay ngang nó giống như một cái lớp lá mà hình 5D lên luôn đấy các chị. 80 cho em nha. Phạm là 80. Rồi đưa cái tơ tằm đằng sau lên cho cô Nguyễn Hiếu 80. Còn 3, chị nào lấy thì các chị chốt 80 cho em. Mẫu này lấy thì các chị chốt cho em là tơ tằm trắng. Giá cho em là 130.000 một áo các chị ơi. Các chị có nhớ áo này không? Tối hôm qua em có nói nha. Hồi trước em lấy bên kia thì rẻ hơn được 1 mét vải khoảng chừng 8 cho tới 10.000. Về sau này bên đó nó hết hàng, em phải lấy qua bên này giá cao hơn, nhưng em vẫn tính các chị giá 130.000 một áo. Em kèm phí ship cho mình luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt tơ tằm trắng cho em. Giá 130.000 một áo các chị ơi. Số lượng còn có khoảng 20 mấy áo nữa là hết luôn các chị. Khôi Dung tơ tằm trắng. Jenny phần mẫu này có rồi thì lấy thêm thôi các chị. Tơ tằm trắng cho em các chị ơi. Tơ tằm trắng. Đặc biệt là các chị có thể mua mẫu này cho các bạn học sinh mặc đẹp lắm. Tơ tằm trắng. Mẫu này là siêu xinh luôn ạ. Một áo các chị ơi, em kèm phi ship cho mình luôn nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt tơ tằm trắng cho em các chị ơi. Co giãn không cần phải lót, rất là đẹp luôn các chị. Tơ tằm trắng. Đi võ thu tơ tằm trắng. Nguyễn Phẩm Vân tơ tằm trắng 3 áo. Còn màu gì nữa đưa ra cho cô hết nha Thơ Việt ơi. Tơ tằm trắng. Còn ui trời ơi đủ màu, đẹp lắm các chị ơi, đẹp cực kỳ đẹp luôn. À nó có cả cái màu mà đỏ đỏ ớt hôm vừa rồi em mặc đấy các chị nhớ không? Các chị hỏi quá trời luôn, em có nói là ở ngoài của nó các chị nhận nó không phải đỏ đô mà nó cũng không phải đỏ tươi luôn, mà đúng chuẩn của nó, cái màu lạ đẹp lắm, em có luôn nha các chị. Đây này các chị, không phải đỏ đô đâu nha, đẹp lắm. Còn tơ tằm trắng nó ra giống như là hồng, nó hơi nhẹ qua một chút xíu về hồng. Nhưng mà nhìn ở trên live thì tưởng nó là màu đỏ, nhưng khẳng định là màu này ở ngoài nhận rất là đẹp. Đợt trước em bán một lần duy nhất cho các chị được đúng một cây luôn. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu đỏ ớt nha. Xinh lắm các chị ơi, xinh cực kỳ luôn á. Đỏ ớt còn đúng không? Giá 130.000 một áo, em kèm phi ship cho mình luôn nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là đỏ ớt ha. 130 các chị ơi.
đỏ ớt, em tú đỏ ớt, em đi cùng đỏ ớt, hai áo cúc thì đỏ ớt, vân na cạn đỏ ớt, quế tôn đỏ ớt, nhân quế đỏ ớt, hương nguyên đỏ ớt, hồ thị thu thắng đỏ ớt, bích quế đỏ ớt, quế minh đỏ ớt, tuyết trắng đỏ ớt, em chưa đỏ ớt, nha trần đỏ ớt. Các chị có phải công nhận với em ở ngoài nó không phải đỏ đô đúng không? Rất là đẹp, cái màu phải nói là siêu duyên luôn. Thảo lê đỏ ớt, thạc xuyên đỏ ớt, ba áo, mai hoa đỏ ớt, hai áo, thanh tứ đỏ ớt, quân đi. Có quần trắng nha chị, Nguyễn Thị Cẩm Vân ơi. Có quần trắng chị. Tuyết chân đỏ ớt, dương vũ đỏ ớt, hoa trần đỏ ớt, hai áo, cô lấy đi đủ mà. Cô bỏ phiếu đi sao đâu. Màu xin cơ làm trắng. Giá 130.000 một áo kèm phi ship cho các chị. Có bên em có quần trắng chị. Quần trắng em có này, lụa rết này, mango này, siêu diamond này, lụa thái tuấn ấm kim này, lụa thái tuấn này. Bên em có 5 loại quần đấy, các chị muốn loại nào thì các chị nói các bạn nhé, em chốt đơn cho mình. Đặc trưng của cái màu hồng son này không cần phải chốt đơn nhiều các chị. Mua một cái áo này mà đa số là em bán các chị hoàn toàn nó chỉ có là màu gì các chị biết không? Nó chỉ có là màu hồng cánh sen thôi, nhưng riêng đặc trưng màu này ở ngoài là màu hồng son siêu đẹp luôn. Giá 130.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt hồng son cho em đây. Chân tuyết trắng, bọc tuyết trắng. À, trời quá đất, cái hồng son nó đẹp. Đỏ ớt mặc quần mía hay thả tú hả? Dạ đúng rồi. Không sao ấy chị muốn phối quần gì mặc cũng rất là đẹp luôn. Các chị ơi, bây giờ mặc quần nọ áo kia là chuyện bình thường mà, đâu có gì đâu. Đẹp. Cho em đúng là hồng son nha. Yến tơ tằm trắng. Các chị đánh đúng hồng son cho em nha, đừng đánh hồng cánh sen nha. Các chị màu này không phải hồng cánh sen đâu. Hồng son cho em giá 130.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt hồng son cho em nha. Các Yến Hồng Châu hồng son hai áo, Như Nguyễn hồng son, Phương Nguyên hồng son, Hồng Vũ Kim hồng son, Nguyên Dung hồng son, Lập Quyên hồng son, Trần Khôi hồng son, Dương Vũ hồng son, Nguyễn Nguyễn hồng son. Hồng son giá 130.000 một áo các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt hồng son cho em nha các chị nha. Phan phan tơ tằm trắng. Còn chị nào lấy thì các chị chốt hồng son cho em. Thân lá còn không nhỏ? Dạ còn. Cúc thì hồng son. Chị thương quá trời. Màu này các chị cho em là cỏ úa này, em còn có một áo duy nhất thôi. Và màu này các chị lấy thì chốt cho em là xanh ngọc. Màu này các chị lấy thì chốt cho em là xanh ngọc. Nguyễn ơi, chỉ có hồng son thôi, hồng sen là khác nha. Các chị bị lầm lẫn giữa màu hồng cắm sen và màu hồng son đấy, nó khác hoàn toàn luôn á. Vải áo mẫu bằng giá 180.000 một vải áo nha chị ơi, chất liệu lụa siêu đây, siêu đen bắt đầu. Lê Nguyễn xanh ngọc, màu tiền xanh ngọc, còn một Hà Tuyến xanh ngọc, em hết xanh ngọc các chị ơi. Màu này các chị cho em là màu vàng cúc. Các chị ơi, màu này các chị cho em là màu vàng cúc nha. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng cúc cho em các chị ơi.
Giá cho em là 130 ngàn một áo nha các tình yêu nhé. Cái áo xanh này của chị hình như góp vào rồi đúng không? Phương Dung vàng cúc, Jenny Phụng vàng cúc. Giá cho em 130 ngàn một áo các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt vàng cúc cho em nha các chị nha. Hôm này ở ngoài xe nhé. Mấy cô trẻ trẻ các chị cứ mặc tơ tằm với mặc những cái dạng vàng cho em, không có cần phải mặc cái gì là đủ đẹp lắm rồi. Màu này là em bán đồng phục hơi bị nhiều luôn. Màu rất là đẹp. Em còn vàng cúc nha. Và màu này là màu best seller nhất của nhà tuyển. Màu xanh lá. Tính ra ở bên này một cái áo mắc hơn 18 ngàn. Mà bán các chị tự nhiên hồi trước bán 130 ngàn một áo. Bây giờ bán các chị 150 ngàn chắc các chị la làng thôi. Em ấm bụng em bán luôn cho các chị giá 130 ngàn. Em kèm phí ship cho mình luôn. Trần Tuyết vàng cúc, xanh lá. Minh Thanh vàng cúc. Minh Hiếu hồ xanh lá. Quá đẹp. Hồng Kim xanh lá, Thảo Lê xanh lá. Anh Hồng vàng vàng cúc. Jenny thuộc thêm một vàng cúc. Đưa một áo này bỏ luôn. Cái đó hả? Cuốn đi đâu luôn. Nguyễn Tinh một lỡ. Ngày mai có cắt cái gì hết thì cũng sao. Cứ để làm lơ một áo, áo rồi nó lột tùm tào. Ở lúc nào trên là trên một loa. Mấy vàng, mấy thanh lá nữa chị ạ? Đủ thanh lá ra chị. Một lỡ. Màu này các chị lấy thì chốt cho em là màu xanh lá nha. Sai rồi, cái đó là màu đỏ. Đỏ. Cho em là màu cam các chị ơi. Màu này các chị cho em là màu cam. Chị nào lấy thì các chị chốt cam cho em nha các chị nha. Trang Thủy cam. Triệu Phú đỏ. Có đỏ. Có đỏ ớt. Hai màu hoàn toàn khác nhau các chị. Cao Thắng Hoàng cam. Trần Dương cam, Tuyết Nguyễn cam, Nguyễn Ngọc Kim xanh lá, Kim Anh đỏ, Thảo Lê đỏ, Quỳnh Tuyết bạc cúc. Cho em nha, chị nào lấy thì các chị chốt kem cho em các chị ạ. Đặng Tú Anh đỏ. Việt ơi, cho lấy cho cô cái gì đó. Mẫu hồ ngọc nhà khác chị Huyền Phố. Ừ. Cái đó nhà mình gọi là gì nha? À, lụa chà mi. Đưa cái màu đấy cho cô đây. Màu này các chị cho em là màu kem nha các chị nha. Và em có màu đỏ luôn. Màu này các chị lấy thì các chị chốt đỏ cho em. Đây này, em cho các chị xem cái màu đỏ ớt với cái màu đỏ. Nếu mà các chị nhìn các chị bỏ vào với nhau là nó khác hoàn toàn. Giá 130 ngàn một bẻ. Đây này các chị, nó khác hoàn toàn. Nhìn ở trên like là đã thấy nó khác rồi. Và các chị cầm ở ngoài á, các chị bảo màu này là màu đỏ đô, sai hoàn toàn. Màu này chính xác ở ngoài. Nếu mà trong hồi, tại vì cậu em ấy, là mẹ em ấy các chị, cậu là gọi là người pha sơn mà rất là nổi tiếng luôn đó, có nghĩa là cậu mất từ màu này qua màu kia, cho nên hồi xưa em cũng có học lóm được vài màu mà cậu pha. Thì cái này nè, nếu mà đúng chính xác các chị nhìn kỹ ra nó sẽ hơi ngả qua hồng một chút xíu, chứ nó không phải là đỏ đô mà nó cũng không phải là đỏ tươi nha. Còn đỏ tươi là phải đúng đỏ này mới là đỏ cờ này các chị này.
Này các chị gọi đỏ đô là sai. Nó là đỏ ớt, là có nghĩa là nếu nhìn ở ngoài là nó có đến 50% màu hồng cánh sen nó pha vào ấy các chị. Cho nên em có nói là đỏ ớt này ở ngoài nhìn rất là sang lạ lắm, không có giống đỏ đô. Đỏ đô thì các chị mua quá nhiều. Màu này các chị cho em là màu đỏ nha. Đỏ cho em luôn. Màu tiên đỏ ớt, mai chiều đỏ ớt. Còn màu này là chất, này là chất lụa chè mi. Các chị ơi, em còn khoảng chừng chục áo thôi. Em tính luôn, các chị đồng giá luôn 130 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt chè mi cho em. Thảo Lê đỏ ớt 2 áo. Bùi Thị Hiền đỏ. Bích Thủy 2 đỏ ớt. Ngô Mai đỏ ớt. Đây là lụa chè mi nha. Thùy Trang đỏ ớt. Triệu Phú đỏ ớt. Chè mi em tính luôn 130 ngàn một áo cho các chị. Hoa hậu đỏ ớt. Anh hồng đàn đỏ ớt. Minh Hiếu hồ chè mi. Bốn đạt trần chè mi. Thiền trần chè mi. Đến Nguyễn hả? Đến Nguyễn chè mi. Phạm Chi xanh lá. Helena đỗ đỏ. Kim Huệ đỏ. Thảo Lê thêm một đỏ. Minh Châu Lê trà mi. Chè mi cho em giá 130 ngàn một áo luôn các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt lụa chè mi cho em luôn nha. Mi bó thu đỏ. Mẫu này thì không cần phải bàn cãi gì đâu. Quá trời. Mang về nhà rồi, để ở đây nữa, để chiều nay mặc đi lễ. Để ở đây chỉ sợ thăm te có hai đứa, một là Nhung hai là ông Thùy, nó tăm te áo của em mặc nó lấy cho khách là rồi đông luôn. 100.000 một áo các chị ơi. 53, chị nào lấy thì các chị chốt 53 cho em các chị ơi. Giá cho em 100.000 một áo, chất vải là lụa mango nha các chị nha. Lập thể chạy, lập thể sọc trắng mà màu tươi sáng là cái gì không biết luôn. 53 cho em các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 53 cho em nha các chị nha. Giá cho em là 100 ngàn một áo các chị ơi. Vàng kim phượng đỏ ớt. Thanh Miu 53. Ngô Mai 53. Lê Hiếu Hồ 53. Nhung Nguyễn 53. Cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 53 cho em nha các chị nha. Nam Phạm 53, Triệu Hồng 53. Tâm Nguyễn Thi 53. Chị cần màu gì chị Nguyễn Hồ ơi em lấy chị. Hoa Trần 53. Cho em giá 100 ngàn một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 53 cho em các chị ơi. Chất vải là lụa mango các chị. Đưa cho cô cái lập thể của cái tặng tặng. Cái này mà không mặc là đúng thật sự luôn á. Hết bài luôn. Giá 80 ngàn một áo nha các chị nha. Giá cho em là 80 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 34 cho em các chị ơi. Chất này là chất tầm sọc các chị. Đẹp lắm. Lấy sau đi Việt ơi, khỏi đi. Ủa sao trong kia thấy cái gì màu trắng, tinh với trắng kia nhiều thế.
Thu Dương Nguyễn 34, Nguyễn Thị Thuận 34, Lương Đỗ 34, Thanh Đỗ 34, Nguyên Nguyên 34. Cái này nhà em là bảo đơn luôn đấy các chị nhận ở ngoài xinh lắm, hôm nay nhiều mẫu đẹp lắm các chị ơi. 34 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 34 cho em các chị ơi, mà giá có 80.000 một áo 2m khổ 1m6 kèm tí ship luôn. Không mua thì mua cái gì bây giờ các chị? Đúng là không biết mua cái gì luôn á. Chiều Hồng 34, Trần Tuyết 34, Hương Nguyễn 34. Cho em nha, chị nào lấy thì các chị chốt 34 cho em các chị ơi. Giá cho em có 80.000 một áo thôi các chị ơi. Mỹ Hương 34. Cô cho cô có lập thể tâm. Hà Lê Nga Đỗ 34. Mẫu này là chuẩn 100% ở ngoài thì nó là lụa Hồng Kông. Quang Vinh 2 áo 34, Nguyễn Ngọc Thi 34. Chốt đơn cho em giá có 100.000 một áo thôi nha các chị ơi. Mẫu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là Hồng Kông xanh. Mẫu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là Hồng Kông xanh nha. Giá cho em 100.000 một áo các chị ơi, kèm free ship cho các chị luôn. Cứ từ từ mà mua chị Đào An Nguyễn ơi, chị cứ từ từ đi chị, một ngày nhà em like 2 like là em chỉ sợ mai mốt chị bị nghiền quá rồi, là chị nhiều quá lúc đó chị bị quá tải thôi, cứ từ từ chị. Hồng Kông xanh, không phải lo lắng gì hết. Thu Thị Thu Thắm Hồng Kông xanh. Những chị mà gọi là bị nghiền với lại những chị mà nó đã quá nhiều rồi thì các chị cho chị An Nguyễn lời khuyên, từ từ chị, từ từ còn rất là dài. Hồng Kông xanh cho em giá 100.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt Hồng Kông xanh cho em nha các chị nha. Bây giờ mà đã quá tải rồi. Cứ từ từ đi chị, từ từ. Còn dài lắm, em còn phải bán ít nhất là 10 năm nữa chứ em không có chén vải đâu các chị ơi, em chưa có chuyển qua quần áo thời trang. Hồng Kông xanh cho em, chị nào lấy thì các chị chốt Hồng Kông xanh cho em các chị ơi. Giá cho em là 100.000 một áo 2m khổ 1m6 nha các chị nha. Tiếp này. Bây giờ chị muốn mặc mà lập thể á, chị mặc cái mẫu này cho em. Không có mặc lập thể mà mẫu này chị lấy thì chị cắm cho em là một tí. Dương Phú Hồng Kông xanh, Triệu Phú Hồng Kông xanh. Phường Nguyễn Hồng Kông xanh. Chắc bác Lan lại gửi hình gì? Đây chị ơi, chị lấy thì chị đắm cho em là tím nha, một chữ tím thôi, 150.000 một áo. Chị nào mà mê tím thì các chị lấy mẫu này liền, trời ơi nó duyên lắm mấy chị ơi. Tím cho em giá 150.000 một áo, chắc phải là lụa Nam Phương đấy các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt tím cho em. Sáng thứ hai là em sẽ có lụa Nam Phương này, em mặc một cái áo hôm qua em kia gì em đưa đi may rồi. Em thích mặc vải này nhất, thích nhất. Em mê Thúy Mai thì mà cứ cố ý mặc này như vậy. Còn mà ăn ở sao thì ăn ở nói trước sao? Phan Ngọc Tuyết Tím Tuyết Huyền Hồng Kông xanh. Ăn ở sao ăn ở đấy, không có đồng độ tháng chịu quá. Ngân Nguyễn Tím, Mộc Hương Tím, Lan Trần Tím. Mấy là trăm? Làm áo kìa, thứ ba áo. Hà Nguyễn Tím, Hoa Trần Tím. Còn một đúng không? Trên tay chị còn hai. Dạ, còn một kìa. Còn một luôn ơi. Thay tuyệt phạm tính xét. Thì nào mà đi kiếm một xanh môn này. Em là em. Nói chung là không phải là vì lý do gì hết, mà vì lý do các chị biết vì sao không?
có những cái mẫu á, và có những cái màu. Em cố tình làm những cái màu này là vì bên em đã bán quá nhiều những cái màu của đợt trước rồi, cho nên em bổ sung những cái màu lạ lạ và em bán cho các chị, chứ không phải là em cố tình em làm những cái màu này cho các chị đâu. Nhà em bán là nhiều khi em làm mà còn làm theo cái cách mà em bán hàng ngày vận hành nữa. Có nhiều chị đợt trước đã mua nhà em quá nhiều những cái màu đấy rồi, thì bây giờ em bổ sung những màu lạ thôi các chị, cho nên có thể các chị nhìn các chị không hấp dẫn. Còn nhiều khi là làm có nhiều cách nữa, là một cách nữa là làm theo cái màu mà các chị hầu như đa số mua là nó khác nữa các chị. Em hỏi các chị nhá, ngày nào các chị cũng mua của em hết, ngày nào các chị cũng mua áo dài hết. Có nhiều chị ngày nào ít nhất béo lắm cũng phải mua một áo, còn có nhiều chị hai like là mua hai áo. Mà giờ chẳng lẽ ngày nào cũng bán màu đỏ, giờ chẳng lẽ ngày nào cũng bán màu xanh, giờ chẳng lẽ ngày nào cũng bán màu trắng. Cho nên bắt buộc phải làm những cái màu lạ cho các chị bổ sung, từ đến hoa văn cho tới màu sắc luôn. Còn thiết kế là các chị ơi, nó hàng ngàn hàng tỷ mẫu một ngày, nó là 1.000 mẫu còn có luôn. Đây là như màu này là em ít bán và chưa bán, nó ra những cái màu lạ là em làm về bán các chị, chứ em không có bán theo là ừ các chị đa số mua màu đỏ em toàn làm màu đỏ, các chị đa số mua màu hồng em toàn làm màu hồng. Không, mà cái này mà các chị có bảo là màu đỏ màu hồng lên nó cũng không đẹp luôn, tại vì cái tông này của nó là tông lăng, mặc rất là sang, săn môn nha, đúng chuẩn săn môn luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt săn môn cho em. Giá là 150.000 một áo các chị ơi, chất vải là lụa Nam Phương nha các chị nha. Ai, nếu mà chị nào mà có được cái dáng, phải nói là nếu mà tự tin là may như vậy này. Hồi trước em có mặc một lần, trời ơi em mặc cái màu xanh biển em bán chắc phải, thời đó em bán 400-500 áo các chị, một mẫu duy nhất. Thu Vân Phạm Thanh Môn, Trần Thị Kim Thu Thanh Môn. Giá là 150.000 một áo các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt Thanh Môn cho em nha các chị nha. Phan Ngọc Tuyết Thanh Môn, 150 các chị ơi. Riêng hàng này không có làm được màu sáng được các chị, làm chỉ mấy tông trầm thôi, tùy theo chất vải để làm, chứ không phải chất nào cũng mang lên mà làm cho các chị được đâu. Săn môn cho em giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt săn môn cho em nha các chị nha. Giá cho em là 150.000 một áo, 250.000 một bộ kèm phi ship cho các chị luôn nha các chị ơi. Lập thẻ xám cho em giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt lập thẻ xám cho em các chị ơi. 150.000 một áo. Thể xám là chất vải lụa Nam Phương chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt lập thể xám cho em nha các chị nha. Giá cho em là 150 nha các chị nha. Con lập thể xám đấy các chị. Hay mà tí mà dở ra hai cái tay mà không đỏ nữa thôi, bởi vậy thế nào
này có phải bay cái áng này cái từng mặt biết cái cặn sáng này tôi phải hít bụng. Xong bác Lan bảo hèn gì mà từ xưa đến giờ cứ bảo chú mặc áo dài nó ôm nó đẹp thế ngoái ra là phải cực như vậy hả bà ơi. Trời ơi phải hít bụng mà như vậy mới kéo được là bao nhiêu lần mấy thầy kéo áo cho em nó biết mà. Chứ còn nó rộng rộng mà đang bảo là này kéo cái tột xuống một cái là không bao giờ có nha. Lưng á, đằng sau á, mà ngày nào mà không đi lễ với ông Tiến hay không có ai ở nhà để kéo áo thì nghỉ máu dài luôn đi. Không có cách gì có thể cho đằng sau mà kéo được. Mà làm xem không hiểu được, có nhiều chị máu dài mà trời ơi, đẩy cái áo lên cái kéo cái tột xuống phát một hèn chi mà cái áo nó rộng là phải rồi. $150.000 một áo các chị ơi. 150.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em mã số 61. À 19 chứ xin lỗi các chị. 19 cho em giá 150. Em may áo dài ấy, chị nào cũng nhìn thấy áo của em mặc xong rồi cứ bảo may giống như Tú mặc cho chị nha Uyên ơi, may giống Tú mặc cho chị nha Phong ơi. Hai người đấy toàn gàn. Đừng. Trời ơi chị Tú chỉ mặc ôm là Tú nó mặc ôm lắm may cho chị như vậy là chị bảo bị chật đúng thật luôn đấy các chị. Mỗi lần em kéo dây kéo này là em toàn phải hít bụng lại không. Một ngày hít 8.000 lần cho nên đâu có bụng đâu. Hiếu Hồ 19 hai áo. Nhớ nha. Mặc áo dài phải ôm như vậy nó mới đẹp. Anh Huy Phan lập thể 8. Hồ Thị Thu Thắng lập thể 8. 19. Peter 19. Cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 19 cho em nha các chị nha. Giá cho em là 150.000 một áo các chị ơi. Thế em nói là eo em 70 chứ thật sự luôn là chị phải chị nào thì khoảng eo 65-66 mặc áo của em học 67 rồi, nó 68 là hết cỡ rồi. Chứ nếu mà các chị bảo mà các chị eo 70 các chị mặc vào không nổi đâu, nó chật lắm. Trần Mai Anh 19 năm áo, Nguyễn Thị Hiền 19. 3 4 còn một nhưng mà Lan Nguyễn 19 các chị nên đâu có thấy có tí nào đâu này các chị đâu có tí dư nào đâu nha, các chị ơi. Ồn lắm đấy các chị thơm đâu mà thơm đây cho cô có một trang điểm mà. $150.000 một áo nha các chị ơi. 150.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt cho em. 63. Mà cười hoài vậy. Đừng có ỉ thế chứ không có đọc được comment thì cứ cười hoài nha. Em ăn cơm chưa? Cho em vui vẻ ăn cơm đi. Em đứng ở đây em luyện thằng body 6 múi hả? Mẹ ăn ở sao ăn ở đấy nha. Mẹ nó phải em mà đua với mấy đứa này 4 giờ chiều là ngày mai em đau ba tử ráng chịu đó. Hoa Trần Thi. Nếu Hoa Trần Thi em 19 em hết. Ấy mày thấy không, kỳ này là chị đi nhẹ nói khẽ cười duyên lắm rồi đấy. Xinh gái đẹp gái như vậy tụi mày ăn ở sao tụi mày ăn ở nhá, còn riêng chị là đi nhẹ nói khẽ cười duyên lắm rồi đấy. 63 cho em giá 150.000 một áo các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 63 cho em nha các chị nha. Quá trời quá đất đẹp luôn đó mấy chế. Còn chị nào lấy thì các chị chốt 63 cho em. Giá cho em là 150 nha các chị. Thu Hà Trần 63. Quá trời quá đất. Tí nhìn thấy cái comment cái. Trời ơi,
Công nhận hôm nay cô này bán rất đẹp. Úi giờ mới đắt lắm. Bởi vậy cho nên các chị ơi, đừng tin những gì trên mạng nói. Bảy mươi lăm cho em vé 150 luôn các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt. Xin lỗi, 72 chứ. 72 cho em vé 150.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 72 cho em nha. Một cái các chị đừng có. Lê Thảo Nguyên 72. Mẫu này mẫu hoa dây các chị, sang cực kỳ. 72 cho em vé 150, chị nào lấy thì các chị chốt 72 cho em. Lan Hoàng 72. Lan Si 72. Minh Phục 72. Ánh Nguyệt Kim 72. Còn Thanh Đỗ 72. Còn 72 cho em vé 150.000 một tháng, chị nào lấy thì các chị chốt 72 cho em. Em còn một nha các chị nha. Mẫu này đẹp này. Thu Thanh 72. Hết 72. 72 em hết nha các chị ơi. Quá trời, quá đẹp luôn. 150.000 một áo các chị ơi, 250.000 một bộ. 150.000 một áo, 250.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 73 cho em hay là 37 đi trời. 73. Bảy mươi ba cho em vé 150.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 73 cho em các chị ơi. Lên mẫu mango cho mát mẻ Tú ơi. Ui giời, vậy là các chị không biết rồi. Đầu like có bán mấy cái mẫu đẹp lắm, bây giờ còn ít à các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 73 cho em nha. Giá cho em là 150.000 một áo. Nhìn hoài vậy. Nhìn hoài vậy. Chắc nó mới lấy ở dưới lên đấy chứ, hồi trước khỏi nó bảo hết rồi. Nó mén thối này. Được. Ngon. Vé cho em 100.000 một áo các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 01 cho em nha. Chất này là chuẩn chất lụa mango luôn á. Hay may thêm cái áo này nữa đi. Này may nhăn ỏm mà. 3 tiếng đồng hồ là có áo mặc. Các chị nhìn cái mẫu này nó rất là bình thường đúng không? Mà mặc lên nó không hề bình thường một tí nào mà nó rất là bất thường. 01 cho em giá 100.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 01 cho em các chị ơi. Áo dài, áo đầm, áo kiểu đẹp lắm. Mango đen giá 100.000 một áo nha chị Huyền Nguyễn ơi. Mango đen lúc nào nhà em cũng có hết đó chị. Không cần phải hỏi. Mango đen và mango trắng ngày nào lúc nào nhà em cũng có sẵn trong nhà hết. 01 cho em giá 100 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 01 cho em các chị ơi. Giá chốt đơn cho em là 100.000 một áo, 200.000 một bộ nha các chị nha. Mai Trần 01. Này mặc quần màu xanh đen này, quần màu đen này, quần màu vàng này, quần màu cam cháy này, quần nào cũng đẹp hết á. Hồ Thị Thu Thắng 01. 01 cho em giá 100 các chị ơi. Kèm free ship cho các chị luôn nha các chị nha. Tôi mua được hai áo nào chưa? 01 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 01 cho em nha các chị nha.
Giá cho em là 100 ngàn một áo các chị ơi. Đây mẫu này mới về luôn này chế ơi. Đẹp lắm. Xuất sắc luôn ý. Hơi nho nho. Xinh ơi là xinh luôn. Cái này á hả, nó ít treo lụa mango lên hết chỗ treo rồi, nó không treo nữa luôn chị ơi. Treo chỉ có mấy cái màu đậm 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 thôi. Chốt đơn cho em luôn nha các chị nha. Ghé cho em là 100 luôn các chị ơi. 24. Cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt 24 cho em. Hoa trần 24. Thanh bùi 24. Ngọc cẩm phạc vải áo mẫu phạc 24 cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt 24 cho em các chị ơi. Phạc chi 24, đêm ngoan 24. Mẫu này đợt trước em có mặc nhưng mà em mặc màu khác. Em mặc màu khác một chút xíu. Chị nào lấy thì các chị chốt 24 cho em các chị ơi. Giá cho em là 100 ngàn một áo, 200 ngàn một bộ nha các chị nha. Các chị may áo đồ bộ thì các chị lấy một áo thôi là may được một bộ rồi các chị ơi. Hoặc là một áo các chị may được một đầm luôn. 24 cho em giá 100 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 24 cho em. Đây mẫu này các chị mua hết luôn đi. Còn trong bịch đâu mấy đứa. Biết rồi đúng không? Dạ vong vong hoài luôn. Mẫu này hôm nãy đọc mẹ là làm 31 chị. Này giá có 80 ngàn thôi này. Ai mà không mua là tiếc, ráng chịu nha. Cho em giá 80 ngàn một áo, 2m, khổ 1m6, chất vải lụa mango kèm phi ship, mẫu mới nhất. Đẹp tuyệt vời. 31 nha, chị nào lấy thì các chị chốt 31 cho em. Ngô Mai 31, Trần Loan 31, Hoa Nguyễn 31, Nguyễn Hương 31, 3 áo, Trần Thị Yến Châu 31, Nguyễn Hằng 31, Bích Phạm Thi 31, Hà Lan Nguyên 31, Trần Tú 31, Nguyên Phương 31, Châu Tây 31. Chị nào lấy set luôn thì đánh cho em 31 set luôn nha các chị nha. Mango mà đẹp vào đây. Đâu phải cứ mango mà chê đâu các chị. Có nhiều những lúc mango nên mặc một lần để trải nghiệm. 31 cho em giá 80 ngàn một áo. Còn cái đen trắng hôm nãy nhà mình vẫn gọi là đen trắng đúng không? Còn Bí Hoàng Nguyễn 31. Mẫu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là đen trắng luôn này. Giá cho em cũng 80 ngàn một áo luôn các chị ơi. Kèm phi ship cho các chị luôn nha các chị nha. Đẹp chưa? Kim Dương Bùi 31. Quá trời quá đất. Nguyễn Cẩm 31. Đen trắng. Giá 80 thì nào lấy thì các chị chốt đen trắng cho em. Nha Thịt 31. Đen trắng cho em giá 80, chị nào lấy thì các chị chốt đen trắng cho em các chị ơi. Mẫu này em tính cho mấy chế nhà mình luôn này. Này là tính giá tốt lắm luôn rồi đó nha, không mua nữa là tiếc à. Mẫu này các chị lấy cho em là mã số 04, chất vải cũng là lụa mango luôn. Giá em chốt đơn các chị 80 ngàn một áo, 2m, khổ 1m6, 3 giờ rồi kìa các chị ơi. Ngọc Hoa đen trắng.
04 giá 80.000. Đây mẫu này luôn, tính cho các chị giá 80.000 một áo luôn, kèm ship cho mình luôn này. Thảo Lê không luôn. Đây, thương lắm luôn á. Mấy mẫu này mua về máy ở nhà mặc cho nó mát các chị ơi. Thùy Lê 04. Giá 80 nha các chị nha. Giá 80 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 74 cho em. La Lê 74. Cái giá quá là mềm. 274. Ai bé bán các chị lụa mango 80.000 một áo mà đúng chuẩn mango hàng công ty mà free ship cho các chị không? Không bao giờ có. Mình hàng phải nói là tầm ngoài là chỉ có nghiền luôn á. Mà may đầm thôi là cũng sang lắm luôn đấy các chị. Đặc biệt mấy cái cô trẻ trẻ. Các chị ơi, đặc biệt mấy cái bạn mà trẻ trẻ hai mấy tuổi với mười mấy tuổi, mấy bạn toàn mặc những cái gu này này, xong may đầm, các chị nhìn các chị tưởng màu nó cũ với nó tối hả? Sai đấy các chị. 58 giá 80. Cho em giá 80, chị nào lấy thì các chị chốt 58 cho em các chị ơi. Hương Kim 58. Hàng Trần 58, Sang Nguyễn Vân 58, Nguyên Phương 58, Hoàng An Nguyên 58, Thùy Lê 58, Thảo Lê 58, Trường Phú 58, Phạm Chí 58, Viên Kim Nguyên 58, Trần Hương 58, Thư Lan 58. 58 là lụa mango. Từ nãy giờ đang bán là lụa mango không? Trường Phú 58. Thường lắm. Kèm phi ship cho các chị luôn. Nào lấy chị các chị cho em. Ở phía sau cái con cái thằng máy bảo là mang đồ rồi đấy. Đấy cái hàng treo á. Cái màu đỏ đô nhiều cái trang mắt đầu mang hết ra đây cho cô. Còn này các chị lấy thì các chị chốt cho em là mẹ mà cho các chị nhìn kỹ này. Lấy set luôn thì đắm set luôn cho em nha các chị nha. 68 giá 80.000 một áo, 180.000 một bộ phi ship áo 2 mét quần 2 mét. Nguyễn Hoài 58. Đấy, có cái con nó quá trời luôn. Lấy ra đây cho cô này, nhăm nhăm cho các cô mua này.
68 là màu vàng, hoa màu trắng rất là sang. Chị nào lấy thì các chị chốt 68 cho em. Hai đô 68. Và quần nộ mang gồm chị. Trời ơi các chị ơi, quần này chứ thực tế bây giờ đấy, bắt đầu là đang là đổi tên, nó nên là dọn trộm long cháo khủng, kinh khủng luôn. Thực tế rất toàn. Huyền Duyên 68, Hằng Nguyễn 68, Hoàng Vân 58. 68 cho em, giá 80. Chị nào lấy thì các chị chốt 68 cho em nha các chị. Mẫu này các chị lấy luôn này. Hoa nhí xinh ơi là xinh. Huyền Vũ 68, Mimon 68, 39. Đồng giá hết cho các chị 80.000 một áo cuối tuần rồi các chị ơi, cho các chị mua sắm thả ga luôn. Hỗ trợ free ship cho các chị luôn. Hoa Trần 68. Hoa Trần 68. Trần Nga 39, Kim Cương 39, Mi Bông 39, Ca Hồng Vũ 39, Dương Nguyễn 39, Thu Hà Trần 39, Chi Chi Nguyên 39, Phương Dương 39, Kết Kiều Phú 39, Thùy Lê 39. Chín cho em, giá 80 kèm free ship cho các chị luôn nha các chị nha. Chị nào lấy chị chốt 39 cho em. Bán luôn. Nhi Nguyễn 39, Thảo Lê 39, Huyền Vũ 39. Mẫu này may đồng, sân 44. Giá 80 nha, chị nào lấy thì các chị chốt 18. 81 chứ. 81. Kiểu duyên dáng chưa? Quá trời xinh, cái này mà chụp hình lên là hơi bị đẹp luôn á. Xét thì đánh xét luôn cho em nha các chị nha. Quay Trần 81. Yến 81, Kim Chi Nguyên 81, Chim Đan 81, Ca Hồng Tú 81, Thi Thi 81. Hồng Vũ Kim 81, Nhân Lê 81, Trang Trần Thi 81, Phương Kim 81, Hoàng An Nguyên 81, Lê Hiếu Hồ 81, Thuyền Lê 81, Linh Phương Bích Ngọc 81, Phép Bùa Ngọc Trúc 81, 2 áo, Hải Nguyễn 81, Phương Dung 81, Phép Quỳnh Như 81, Ái Hiền 39, Thùy Lê thêm một áo 81, Huyền Vũ 81. Quá trời duyên dáng.
lâu lâu mới có cái bông chân đẹp. Nguyễn Gia Minh 81, anh Nguyễn 81 xin đem thêm một áo 81 43 giá 80. Thảo Lê 81 xếp. Phạm Nhiên 81. Hỗ trợ free ship hết cho các chị luôn, 43. Cổ Huyền tay dài, cái chị mặc cái quần đen thôi. Thái Nguyên 43, Thái Nguyên 43, Thạc Xuyến 43. Bốn mươi ba cho em nha, chị nào lấy thì các chị chốt 43 cho em. Các chị giá có 80.000 một áo thôi, may cho em đầm cũng được. Mùa hè mà các chị, ít nhất là mình phải mặc vài cái mẫu này cho nó đẹp. Giá cho em 100.000 một áo các chị ơi, 49. Chị nào lấy thì các chị chốt 49 cho em. Nhà mình quá trời hoa nhí, đợt trước bán nhiều quá xong nó cất hết. Mẹ mày cất hết không để lại. 80 49, chị nào lấy thì các chị chốt 49 cho em ha. Giá chốt đơn cho em có 80.000 thôi. Cuối tuần á, là em vừa bán chia lại cho các chị mua lụa mango. Thứ hai nữa là em hỗ trợ free ship cho các chị mua thoải mái. Còn riêng em ép giá này em bảo đảm với các chị luôn, ngày mai mà cứ bán lụa mango 100.000 là hơi bị mệt mỏi luôn á. Hoàng Nam Nguyên 49, Nguyễn Thị Hoài Trang 49, Trang Nguyên 49, Thi Trần 49. Đến Phạm 49, Trần Tú 49. Tiếp lệ 49. Tiếp nhất là các chị mua vải này không là phải 3 áo hay là 2 áo người ta viết free ship cho mình. Còn mẹ em sẽ cần biết các chị cứ mua hàng là các chị được cô free ship. Có vậy thôi, rất là đơn giản. Có riêng mẫu này nữa lấy liền nhá. Áo mẫu mà giá 180 chị ơi, mới con Sài Gòn chưa có bài mới, ôi là mới luôn á. Xinh chưa, đấy đẹp quá trời luôn. Màu này chị nào mà da tối tối mặc màu này cho em nha, ở nhà sáng da lắm các chị ơi. 80 08 08 hay 80 80 đúng không? 80 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 80 cho em nha. Hai chân 80. Là giá 80 luôn nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 80 cho em. Hai mẫu. Tha Hồng Tú 80. Nhà
cần dễ thương chưa, quá trời quá đất luôn đó. Mẫu này các chị lấy thì chốt cho em là nhí đen vàng, giá cho em cũng 80 một áo. Ngồi cán chờ cho bỏ quả. Nhí đen vàng cho em nha, chị nào lấy thì các chị chốt nhí đen vàng cho em. Chị quên nhí đen vàng. Và mẫu này các chị cho em là mẫu sao tự nhiên cái nhí đen vàng xong giờ nhí vàng nữa thì làm thế nào? Chưa vừa nhí đen vàng. Mẫu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là mã số 57, giá 80 luôn. Như quỳnh nhí đen vàng, quỳnh hồng nhí đen vàng. 57 nha. Trần Nga 57, Minh Hiếu Hồ 57, Nguyễn Gia Minh 57, Hành Trần 57, Thiên Ngọc Vân 57. Vừa về rồi tí đi gọi cái đầu đi lễ. Banaroti 57. Để ngày mai được ngủ đến 11 giờ trưa. Mấy đứa nó về chơi, nó đi đám cưới rồi chứ nó chứ bà ngoại không có về. Biết ai về không? Trẻ. Cái bà bé mà lăng xăng từ sáng đến bây giờ, bây giờ em nghe bây giờ sớm. Mọi ngày giờ này chỉ biết thức mà. Như Nguyễn 57, ngủ đúng một vòng kim đồng này. Còn chị nào lấy nữa không? Các chị ơi em nghỉ nha. Hẹn gặp lại các chị vào livestream sáng thứ hai. Tối nay chốt em không có live. Ngày mai chủ nhật bên em không làm việc. Các chị có vấn đề gì thắc mắc các chị liên hệ liền hoặc các chị nhắn tin liền cho các bạn. Đến 5 giờ chiều nay là các bạn nghỉ. Sáng thứ hai bên em sẽ giải quyết toàn bộ đơn hàng cho các chị nếu có thắc mắc. Và đơn hàng này sáng thứ hai các bạn, nhân viên nhà em sẽ liên hệ và chốt đơn cho mình nha. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Chúc các chị cuối tuần thật nhiều vui vẻ, luôn luôn xinh đẹp. Bye bye.